trên bước đường tu học vậy. Thì hôm nay cũng tiếp tục cái bài giảng mấy hôm trước, tức là chúng ta giảng về vấn đề chân lý sống và chết, tức là sanh và tử. Đó là vấn đề lớn nhất đối với con người nếu có sự hiểu biết, và cũng như đối với tất cả các tôn giáo. Thì hôm trước tôi chia 4 phần. Phần thứ nhất là chúng ta định nghĩa lại vấn đề nhân từ, cầu an và cầu siêu. Và phần thứ hai là sau khi chết rồi, cái gì an, cái gì siêu. Và phần thứ ba là những cảnh giới mà chúng sanh phải đầu thai vào đó. Và phần thứ tư là phương pháp hay cách thức để chúng ta có thể đầu thai theo ý muốn, hoặc là cách thứ hai là có thể thoát khỏi vấn đề sống chết, thoát khỏi vấn đề đầu thai. Và thứ ba là tự tại trong vấn đề đầu thai, tức là muốn mang thân gì thì mang, muốn sanh vào cõi nào thì sanh, muốn sống bao lâu thì sống, và muốn chết lúc nào cũng được. Thì có ba cách. Cách thứ nhất là của bốn đường ác tiến lên bốn đường thiện, tức là chúng ta chết có thể chết theo ý muốn của mình. Đó là tu nhất niệm của bốn đường thiện. Còn cái đó là tu giải thoát của tứ thánh, là chấm dứt hẳn vấn đề luân hồi sinh tử, tự độ đã xong, gánh nặng được đặt xuống, và từ nay không còn bị tái sanh nữa. Còn cái thứ ba là của chư Bồ Tát và chư Như Lai tùy thuận nhận nhận tự tại trong vấn đề sống chết, mang một thân nhiều thân, một cõi nhiều cõi để cứu độ tất cả chúng sanh trong vô lượng pháp giới vậy. Nhưng mà chúng ta thì giờ rất ít, chúng ta chỉ nói cái thứ nhất, tức là cách muốn dẫn sanh theo ý muốn của bốn đường thiện, tức là người trời. Thì hôm trước tôi đã giảng xong về định nghĩa vấn đề danh từ cầu an và cầu siêu. Thì chúng ta thấy cầu an, cầu là mong mỏi, an là yên ổn, còn siêu là vượt lên. Cầu an có lẽ là mong muốn cho trong gia đạo của mình được an ổn, không có tai nạn phiền hà, trên thuận dưới hòa, sống đời sống yên vui, mưa hòa gió thuận. Đó là cầu an. Còn cầu siêu là lên lớp. Thì thường thường chúng ta thường hiểu lầm, chúng ta để cái cầu an cho người sống, còn người chết thì cầu siêu. Nhưng mà chúng ta không ngờ là hai cái đó không bao giờ tách rời được. Trong an có siêu và trong siêu có an. Nhưng mà chúng ta là phàm phu thì vấn đề thực tế nhất là chúng ta nên cầu trong lúc sống. Vì lúc sống còn thân thì chúng ta có thể giữ giới được. Còn lúc chết cái thân trung ấm thì theo trong kinh đó, trong di thức học, thì địa ngục là chết đầu thai liền, không có thân trung ấm. Còn ngạ quỷ, súc sanh, Atula và cõi người thì có thân trung ấm. Còn có trời dục giới, sắc giới và vô sắc thì chết cũng đầu thai liền. Vì định lực họ rất mạnh, nó có thể đầu thai theo ý muốn như tôi nói hồi nãy. Đó là phần thứ tư mà chúng ta phải học để chúng ta có thể đầu thai tái sanh theo ý muốn của chúng ta. Thành ra chúng ta nên nhớ rằng hồi thời Đức Phật thì Ngài cũng đi thuyết pháp là cầu an và cầu siêu cho người sống nhiều hơn. Thành ra trong kinh Nguyên Thủy thì không có nói tới, nghĩa là bên mà ta gọi là Nam Tăng đó, thì không có thân trung ấm, không có chấp nhận thân trung ấm, là chết là đầu thai liền. Nhưng mà theo bên Bắc Tông hay Bắc Tông thì có thân trung ấm. Thì tôi đã nói là phần thứ nhất. Phần thứ hai thì tôi giảng qua vấn đề chúng ta là gì. Trước khi chúng ta sanh ra cuộc đời này, khi cha chúng ta chưa mập, gặp mẹ chúng ta ở đâu, và sanh ra đây để làm cái gì? Không lẽ để sống cuộc sống được vui thì cười, hay buồn khổ thì khóc, rồi khi chết thì chết không biết đi về đâu? Thì cuộc đời chúng ta thấy rằng vô lý, không có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà tìm hiểu con người chúng ta thì hầu như chúng ta chẳng biết gì hết. Có người là có một cái quan niệm rất là trẻ con, là chết là hết, chết là hết. Thành ra hôm qua tôi có lấy một cái thí dụ để chúng ta thấy rằng người Phật tử thì phải hiểu con người mình khá đành hơn ngoài đời. Thì thường thường chúng ta quan niệm là thấy bằng mắt, nghe bằng lỗ tai, ngửi bằng cái lỗ mũi, ăn bằng cái miệng, nếm mùi vị bằng cái lưỡi,
và xúc chạm sự vật bằng sắc thân. Cái quan niệm đó thì không phải là sai, nhưng mà nó còn ấu trĩ, tức là còn thiếu sót nhiều quá. Thành ra tôi có mới có ví dụ là khi người chết xuống rồi đó, thì người chết có con mắt nhưng mà không thấy, có lỗ tai không nghe, có lỗ mũi nhưng mà không biết mùi nữa, có cái lưỡi nhưng mà cũng không biết vị nữa, có cái thân mà cũng không có biết lạnh nóng trơn láng mịn màng gì hết, thì đó chỉ là cái thân ma. Như vậy là chúng ta thấy là con mắt không phải là cái căn bản, là cái nền tảng của cái thấy. Mắt, tai, mũi, lưỡi không phải là cái thấy, mà đó chỉ là những cơ quan làm lớn đi cái thấy, cái nghe. Rồi chính cái thấy là cái linh hồn. Thấy, nghe, hửi, nếm, rợp, tưởng thì tất cả đều do linh hồn. Thế mà chúng ta phải nên nhớ linh hồn là chánh. Chúng ta kêu linh hồn, cái đạo Phật kêu là tâm, hoặc là A là gia thức, còn có danh từ là thần thức. Danh từ nó thì nhiều thôi, nhưng mà thần thức là cái gì? Hiện giờ chúng ta ngồi đây thì thần thức ở đâu? Đó là vấn đề quan trọng nhất. Mà thần thức của chúng ta ở đâu? Và khi chúng ta tu hành, chúng ta cầu đầu thai về các cõi trời, cõi Phật Cực Lạc của A Di Đà, thì cái xác thân này không về đó được. Vì xác thân là do đất nước lửa gió, thì phải trả về đất nước lửa gió. Chẳng hạn như là thịt xương da của chúng ta thì thuộc về đất, nước, nước mắt, nước tiểu, mồ hôi thuộc về nước, hơi nóng thuộc về lửa, và hơi thở thuộc về không khí. Thì sau khi nằm xuống là trả về tứ đại hết. Như vậy nếu nói vậy thì nếu không có linh hồn thì chết là hết. Cái quan niệm sai lầm nó rất là nguy hiểm. Chết là hết nó rất nguy hiểm. Là sao? Nếu vậy thì mình không cần làm thiện, làm ác, không cần tu hành gì hết đó. Cứ là mặc sức là giết loài thú, giết người cũng không sao, bởi vì chết là không có tội gì hết đó. Cái đó nguy hiểm lắm á. Thành ra mình không cần làm, mình đi ăn cướp, ăn trộm, đi giết người để mình sống, hay là mình đi lợi dụng người ta, đi gạt gẫm người ta để rồi mình sống, hay may rồi cũng chết thôi. Dạy gì mà đi làm thiện, đi bố thí, đi giúp đỡ người này người khác. Thành ra có quan niệm chết là hết, nó nguy hiểm cho cái người hiểu biết đó ở kiếp này và dài ở những kiếp sau. Và chúng ta phải hiểu như vậy. Thành ra chúng ta thấy chúng ta còn cái linh hồn, nhưng mà qua cái điều kiện linh hồn chúng ta còn mấy thành phần nữa, thì chúng ta thấy rằng các tôn giáo hồi thời Đức Phật không có trả lời sáng tỏ, chỉ trừ Đức Phật ngày sanh ra này mới trả lời được sáng tỏ thôi. Thì có người nói cái xác thân này đó là do một đấng thượng đế, một đức chúa trời, một đấng tối cao tạo ra nó. Lấy đất rồi tạo ra hà hơi vào đó, hoặc rút cái xương của người nam, xương sườn người nam nó tạo ra người nào và hà hơi cho có sự sống. Hoặc là có theo khoa học là do ngẫu nhiên mà có. Còn cái số phận của mình thì do một đấng tối cao, một đấng chí tôn thượng đế quyết định. Nếu mình kính trọng ngài thì chết sẽ trở về với ngài, còn nếu mình bất kính thì sẽ đời đời đọa xuống địa ngục. Chứ mình không thể là đấng chí tôn được, chỉ có một đấng chí tôn cai trị thôi. Thành ra thời Đức Phật là có 62 tà kiến như vậy, 62 ngoại đạo, có cái quan niệm như vậy. Thì chúng ta thấy tới Đức Phật ra đời rồi, thì ngài đi tu, ngài đi tìm đạo ở ông quốc đầu Lâm Phất, thì dạy ngài túi thiền, thì nó là cõi trời sắc giới. Rồi sau đó ngài đi tìm của A-la-la, dạy về tứ không là cõi trời vô sắc. Rồi từ đó ngài mới tự tìm lấy. Thì ngài mới thấy được cái Phật tánh, và từ đó mới có đạo Phật. Thành ra trong kinh mà Sa Môn Quả với cái kinh mà sư tử đóng, là tiếng rống của con sư tử đó, sư tử hống, thì ngài nói từ ngày ngài đắc quả rồi mới có tướng Sa Môn. Tức là từ ngày ngài ngồi với cội Bồ Đề 49 ngày rồi, ngài mới tuyên thuyết cái đạo quả nhập lưu nhất vãng lai bất lai và vô sanh la hán. Từ đó bắt đầu mới có đạo Phật. Vậy sự khác nhau giữa cõi trời sắc giới, vô sắc giới, giữa tất cả những ngoại đạo và đạo Phật khác ở chỗ nào? Đó là một vấn đề khó khăn nhất mà chúng ta phải cần tìm hiểu. Tôi cũng xin thú thật là lúc tôi thức gia tôi cũng tu theo ngoại đạo thôi. Chúng ta nghe nói ngoại đạo chúng ta tưởng danh từ đã xấu lắm, thật ra cũng không có gì xấu. Đạo là con đường, ngoại là ngoài, ngoài con đường giải thoát, ngoài con đường sanh tử, tức là bỏ sắc thân này thì sanh vào sắc thân khác. Nhưng mà có cao có thấp. Chẳng hạn như tôi là cõi người, tôi tu tập thì tôi chết đi tôi sanh về cõi trời dục giới.
Cõi trời dục giới tôi tu tập tôi chết tôi sanh về cõi trời sắc giới, mà chúng ta biết cõi trời dục giới có 6 cõi tất cả. Cõi tứ thiên vương 1, cõi đau lợi 2, cõi đau sức 3, cõi tha hóa 4, cõi quá lạc 5 và tha hóa tự tại 6. 6 cõi như vậy. Thì nếu mà tôi ở cõi tứ điện vương thấp nhất thì tôi phải tiến lên cõi thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Rồi tôi tiến vào cõi trời sắc giới có tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi sau đó tôi phải tiến qua tứ không. Mà những cái cảnh giới nó như thế nào thì chúng ta thấy là vẫn nằm ở trong vấn đề luân hồi sinh tử khổ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng nếu mà không qua những cảnh giới đó thì khó mà đi tới đạo Phật, khó mà tới Niết Bàn được. Nhưng không phải là đi hết tất cả những cái đó. Thành ra đây tôi muốn nói, hôm nay nói về vấn đề đó nhưng là hơi khó trình bày đấy. Chư Phật tử đây cố lắng nghe. Thì xưa giờ Đức Phật cũng tu theo cái đó. Rồi sau đó Ngài thấy không đưa tới luân hồi sinh tử khổ được. Thì giữa cái đạo Phật với ngoại đạo hơi khác nhau một chút. Thì tôi xin thí dụ để chư Phật tử nắm được để cái lối tu của Đức Phật. Thì tôi thường nói là thí dụ mình lấy một cái khối đất, cái niết bàn, cái bản thể hay là cái Phật tánh mà Đức Phật nói đó, thì chúng ta thấy rằng cái danh từ chứ còn không thể hiểu được, không thể khái niệm được. Thành ra theo mà cái kinh của bên Nam Tông đó, thì không bao giờ diễn tả niết bàn. Khi anh diễn tả niết bàn thì niết bàn trở nên hiện tượng. Cái khó khăn thì nó sự thật nó là vậy. Thành ra trong kinh có một cái thí dụ về con rùa và với con cá. Thì cái con rùa đó nó ở dưới nước được, mà nó ở trên đất liền cũng được. Thì một hôm nó mới bò từ ở dưới sông, nó lên trên đất liền đi dạo chơi. Thì khi nó trở xuống sông hay gặp con cá nói anh đi đâu lâu quá mà vắng anh không thấy anh. Ông nói tôi đi lên đất liền. Con cá nghe danh từ lạ hỏi đất liền là cái gì. Thì ông mới kể đất liền là nơi đó là có không khí, có cây cỏ, nó khô ráo, đủ thứ hết. Hỏi cái gì con cá nó cũng không biết hết trơn. Nó nói anh nói cái gì đó, anh nói dốc, anh đi xa rồi anh về nói dốc thôi. Bởi vì tất cả những cái gì dưới nước thì ở trên đất liền có, thì dưới nước không có, không có giống như vậy. Nó khô ráo làm sao khô ráo, dưới nước thì sình lầy không có khô ráo được. Mà có không khí, có gió thổi làm sao mà có mấy cái vụ đó. Anh chỉ là đi anh đặt dốc anh phịa thôi. Thì con rùa nó cười, nó nói anh ngu si dốt nát, mà anh lại cố chấp thì đời đời kiếp kiếp anh chỉ là một con người ngu si thôi. Thì ở đây ý muốn nói là cái niết bàn nó không phải là cảnh giới của hiện tượng. Thành ra không thể dùng những danh từ, những cái tư tưởng mà diễn tả những cái phi tư tưởng, chẳng phải là tư tưởng. Nhưng mà lên đại thừa độc đáo hơn, cái đó là cái thắc mắc từ vô lượng kiếp của những người tu. Bởi vì niết bàn không thể diễn tả, không có con đường đi đến, thì làm sao hiểu niết bàn và làm sao tu tập để mà đạt đến niết bàn. Cái chỗ khó khăn nhất của ngoại đạo không thể vượt qua là chỗ đó. Phải con người có một cái ý chí kiên cường, có một sự nghiền ngẫm sâu xa và có một cái sự suy tư thấu đáo thì may ra mới có thể hiểu được niết bàn. Vì nó không phải là cái thế của tư tưởng. Thành ra bên Đức Phật, bên Thiền Tông, nhất là bên Thiền Tông ít có chịu giải thích về niết bàn, nhưng mà cho những cái thực chứng, những cái câu thoại đầu để đưa đệ tử vào cái sự mà nghi ngẫm, mà nghi ngẫm trả lời chừng nào thì bị ăn gậy chừng ấy. Cho tới chất lượng khi mà khắc khoải rồi, tư tưởng nó biết là nó bất lực trên con đường đi tìm chân lý, chừng đó nó dừng lại, nó im bặt, thì ngay lúc đó là niết bàn. Thành ra trong Duy Thức Học có nói vấn niết bàn bên Đại Thừa, bên Bắc Tông vẫn diễn tả được như thường. Nhưng mà khi diễn tả rồi các bạn nên nói, cái nhân nhớ cái đó là không phải là niết bàn, mà là pháp niết bàn. Pháp niết bàn. Thành lập thường trong kinh có thí dụ lấy ngón tay để chỉ mặt trăng. Mặt trăng là niết bàn. Nếu mà không ngờ ngón tay là không thấy được mặt trăng. Nhưng mà khi thấy mặt trăng rồi thì phải gạt bỏ ngón tay. Thành ra vấn đề đó là vấn đề khó khăn nhất mà chúng Phật tử cần phải suy gẫm kinh nghiệm. Nhưng mà giàu cho suy gẫm cách mấy cũng không hiểu niết bàn được nữa. Thành ra chúng ta phải chuẩn bị tu theo ngoại đạo, tức là làm sao cho cái thức trong sáng. Rồi từ cái thức trong sáng thì chúng ta phải nghiền ngẫm, chúng ta phải suy gẫm. Rồi từ đó quán xét, rồi từ đó chúng ta trong một cái
cái sự suy tư đến cùng tột, cái sự nhức nhối tới cuối cùng, thì chúng ta mới vỡ lẽ được, mới nhận được Phật tánh. Thì bên Thiền Tông thường kêu có nói là ngộ. Ngộ tức là gặp lại. Thành ra lối tu của Bát Nhã là lối tu không pháp môn, không thời gian, không không gian, không có tài. Tôi lấy một cái thí dụ thì chư Phật tử thấy rằng nó cũng không phải khó, mà cũng không phải dễ, mà nó là một cái điều rất là đơn giản, một cái điều rất là giản dị. Mà tôi xin thưa chứ giản dị không phải là dễ dàng nha. Giản dị là đối nghĩa chữ phức tạp. Và tôi trở lại cái vấn đề Phật tánh và vấn đề tư tưởng, tức là hiện tượng giới và bản thể. Hai cái đó là cái khó khăn nhất. Thì tôi lấy một cái thí dụ, chư Phật tử nhớ là thí dụ thì không phải là sự thật, mà thí dụ Phật tánh thì không thể thí dụ, nhưng mình nương vào thí dụ để mà nhận được nó. Thí dụ như tôi lấy một cái khối đất thật lớn, lớn nghĩa là lớn vô cùng, tức là vô lượng vô biên, nó không thể mà suy nghĩ đo lường được. Nó bao trùm khắp tất cả, và tất cả phải từ cái đất này phát hiện ra. Thì đất tôi cho là Niết Bàn. Nên nhớ nè, không phải là Niết Bàn, nhưng mà tôi tạm cho Niết Bàn. Để chúng ta được ý thì hãy quên lời. Và thì bây giờ đã nắn ra tất cả, tô, cái dĩa, cái ly, cái muỗng, cái chén, cỏ, cây. Nắn ra người ta, con chó, con trâu, con bò, con heo, người ta, cảnh sát, tất cả đều bằng đất. À, nên nhớ ha, thì thành ra tất cả đều được phát hiện từ đất. Từ đất đó. Rồi bây giờ thí dụ chư Phật tử là hỏi tôi, bạch sư, cái dĩa đâu? Thì tôi nói đây là cái dĩa. Rồi chư Phật tử hỏi bạch sư đất đâu? Thì tôi nói đây là đất. Tôi cứ đưa cái này thôi. Chư Phật tử hỏi bạch sư như vậy đất là dĩa hả sư? Thì tôi nói phải mà không phải. Bây giờ tôi hỏi chư Phật tử, chứ hỏi đất đâu thì tôi phải đưa cái này đất, cái này làm bằng đất. Hỏi dĩa đâu thì tôi đưa cái này, tôi nói là cái này là dĩa. Như vậy tôi hỏi Phật tử, cái dĩa với đất là một hay là hai? Đạo Phật nó nhức đầu cái chỗ này đó. Thấy không? Thì dĩa thì ở đâu cũng đây là cái hình thức là dĩa, còn đất ở đâu thì đây cũng là đất. Như vậy dĩa với đất là một hay là khác, một hay là hai? Chúng ta trả lời sao? Mình phải có sự suy tư đấy. Rồi chúng ta sẽ thấy, nếu mà chư Phật tử hỏi tôi bạch sư Phật ở đâu, tôi chỉ ngay cái sắc thân của mỗi người đó, đây là Phật đấy. Rồi mấy ông bà hỏi bạch sư cái sắc thân con đây là Phật hay chứ? Tôi nói không phải. Sư vừa hỏi chư Phật có đâu, sư chỉ ngay con, mà con nói sắc thân này là Phật, sư nói không phải. Như vậy làm sao hiểu được? Nhưng mà chính cái đó suy gẫm cho tới cùng rồi chúng ta hiểu. Đất thì nó không có hình tướng, mà khi có hình tướng người ta kêu là cái dĩa. Còn nếu bây giờ nói như cái đất là dĩa, bây giờ đất còn ướt tôi bóp là tôi nắn ra cái ly. Thì cái ly khi mà có hình tướng là kêu đó là cái ly. Mà nếu còn ướt tôi bóp cái đất này lại tôi nắn ra con trâu, thì con trâu bằng đất. Rồi còn ướt tôi bóp là tôi nắn thành ra người ta, thì người ta cũng bằng đất. Rồi hỏi đất ở đâu thì tôi cũng chỉ ngay con trâu bằng đất, tôi nói đây là đất. Hỏi con trâu đâu tôi cũng chỉ con trâu, đây là con trâu. Thì chúng ta thấy là cái dĩa này, nó là dĩa với đất này là một hay là khác đó, chư Phật tử phải nghiền ngẫm như vậy. Rồi khi tôi lấy cái đất tôi nắn ra người ta, thì hỏi người ta đâu tôi chỉ cái người ta làm đất. Hỏi đất đâu tôi cũng chỉ này cái đất đó là đất, còn đó cũng là người ta. Như vậy con người này dưới đất là một hay là khác? Đây là một vấn đề tối ưu quan trọng đấy. Tối ưu quan trọng đó. Mà ngoại đạo từ xưa giờ không tìm được cái chất đất, mà chỉ đứng trên vấn đề hình tướng, trên vấn đề hiện tượng, mà tu tập trên vấn đề đó. Thì cái tu tập đó kêu là tu tập nhất niệm, tu tập theo thần thông, tu tập theo vấn đề tiến hóa. Giờ chư Phật tử nói đi, về cái dĩa này nè, với cái đất nè, đây là dĩa, đây là đất. Vậy dĩa đất chúng ta cho là một hay là khác? Cái chỗ này là cái chỗ khoa học đầu hàng đấy. Khoa học của thế kỷ 17, 18. Còn thế kỷ 21 này thì cởi mở nhiều, thì chấp nhận cái đường lối của Đạo Phật. Rồi nó cho cái đường lối lý luận như vậy là lý luận ba phải. Không một thì hai, không hai thì một, chứ không phải vừa một mà vừa hai được. Nhưng mà Đạo Phật vừa một mà vừa hai, vừa một mà vừa ba, vừa một mà vừa vô lượng. Đó là một cái đặc đáo của Đạo Phật. Chúng ta thấy ở mấy các nhà tiến sĩ của khoa học bây giờ gặp cái Đạo Phật lắc đầu.
ông Nguyễn gì, ông Đỗ Văn Hai gì đó, ông học tiến sĩ ở bên Đức, là người Việt á, tiến sĩ bên Đức. Ông nói hồi xưa giờ đó, từ thế kỷ thứ 16, 17 á, cho là không gian, cái mặt thẳng thì có hai chiều, đường thẳng thì một chiều, mặt thẳng thì hai chiều, chiều ngang và chiều dọc. Cái hình học không gian mà chúng ta học thì có ba chiều, có chiều cao nữa. Thì sau đó anh ta mới tìm ra là không gian có bốn chiều. Không gian có bốn chiều, cả thế giới rung động hết. Và chính là anh ta sau này mới có bô nguyên tử. Và học càng tiến chừng nào thì bô nguyên tử chế ra từ cái không gian bốn chiều, là giết chết biết bao nhiêu người. À, thì thế giới không gian gì mà không gian bốn chiều. Thì anh ta mới đề nghị là thêm có một cái chiều thời gian nữa. Chính cái chiều thời gian này làm cho không gian trở thành bốn chiều. Nhưng mà đối đạo Phật đó thì không gian chẳng những bốn chiều mà không gian năm chiều, không gian sáu chiều, không gian nhiều chiều. Cho đến Như Lai là không gian vô lượng chiều. Khi mở nghiên cứu kinh Phật rồi, nó muốn bể cái ốc luôn, muốn ngổ cái đầu luôn. Nhưng mà đối với người Phật tử mà xem kinh Đại Thừa thì cái đó là một chuyện thường thôi, cũng chẳng có gì lạ hết. Đúng là tôi dẫn sâu quá, nhưng mà chỉ nói giới thiệu sơ thôi, để chư Phật tử biết rằng chư Bồ Tát mà khi ta nhập định đó, cái thân ta ngồi ở đây, ta nhập định ta có thể đi vào không gian nhiều chiều. Còn nếu chư Như Lai nó ngồi một chỗ như vậy, ta đi vào không gian lâu vô lượng chiều. Tức là cái quá thân, ứng quá thân của họ có thể thể hiện con đất đá, thể hiện con chó, con trâu, bò, thể hiện tất cả cõi người trong cõi ta bà này, và trong vô lượng cõi, trong vô lượng pháp giới. Thì như vậy mới gọi là Như Lai, là chúng ta từ đây mà tu cái tầng Như Lai chúng ta thấy còn lâu lắm. Tới A-la-hán là mừng húng rồi đó. A-la-hán thì theo Đại Thừa mới có 1/3 đường thôi. Và từ đó còn 2/3 đường phải thể hiện, phải phát bộ bề tâm. Để tùy thuận giáo hóa một chúng sanh nhiều chúng sanh, và một cõi nhiều cõi, một pháp giới nhiều pháp giới. Đến khi nào đạt tới vô lượng chúng sanh, vô lượng cõi, vô lượng pháp giới thì mới thành Như Lai được, tức là quả Phật tổ đấy. Thôi chúng ta nói sơ đây để chưa từ biết đầu. Bây giờ chúng ta trở lại. Ở đây ít chịu trả lời quá, tập trả lời đi chứ. Nghe nói chưa trả bài, hôm nay sợ có bộ ít là tôi giờ tới trả bài nghe không? Trả bài nó mới sáng tỏ, mới ít có làm biến. Thì chúng ta thấy rằng cái sắc thân của mình ở đây đó thì do năm phần hôm trước tôi có giảng đó. Phần thứ nhất là sắc vững, phần thứ nhì là thọ vững, phần thứ ba là tưởng vững, phần thứ tư là hành vững, và phần thứ năm là thức vững. Bây giờ sắc vững gồm có cái gì nè? Để ai trả được, còn thọ vững gồm có cái gì? Tôi giảng rất gần đó, hôm trước giảng có bao nhiêu lập tới lập lui hoài á. Chúng ta phải cố gắng, tôi không ngờ ở đây là quá nhát nhát vậy. Tôi mới hừ chút xíu là trốn nhà hết trơn. Rồi làm sao mà nghe Pháp, qua Pháp mà phải giảng, trả lời không được thì thôi. Nó bạch sư tôi chưa biết nói. Thì có vậy thôi, cái gì đó nói không được, bạch sư tôi chưa biết nói. Tôi sanh ra mấy chục tuổi rồi tôi chưa biết nói. Cứ nói vậy thôi, nó có gì đâu. Nó dễ dàng vậy thôi. Thì chứ ai có bắt buộc, có quắc quỳ hương hay có đánh đòn gì đó. Mình biết thì nói biết, mà không biết thì nói không. Thì tập là chúng ta phải tập nó. Nếu mà tôi ở đây mà tôi giảng Pháp mà chưa Phật tử mệt với tôi á, tôi mà trụ đến sáng này một tháng hai ngày như ở trời Vinh mà làm vài lần à, chừng 7-8 lần mà chừng đó đưa tay lên nói liền mà kêu tắt cũng không tắt, nhận nút cũng không tắt. Khi nói được rồi đó là không chịu tắt máy. Nói được là mình hăng lắm. Mà trước khi nói được đó là còn phải mệt lắm, nghiền ngẫm tới nghiền ngẫm lui. Rồi tôi giảng tới giảng lui, tôi giảng bài khó lắm. Tôi giảng cái nào hiểu được cả bài được tôi mới giảng tiếp nữa. Ví dụ nếu mà càng giảng càng đi sâu, mà cái cạn không biết lớp 1 có ai không học, từ tôi nhảy lên lớp 4, lớp 5 là sao không được, không thể học được. Cái đó không phải là tôi làm khó đâu, nhưng mà theo cái đường lối của sư phạm là phải vậy đó. Bây giờ tôi có đi học với sư phạm mà, thì cũng phải như vậy. Nếu bài dở mà bài mới thì phải ôn lại bài cũ. Bài cũ mà nắm được rồi thì bài mới mới là thấu đáo được. Bởi vì nó liên quan nhau rất chặt chẽ, càng giảng là phải càng đi sâu vào. Mà cái bên ngoài cản trở lớp 1, lớp 2 không học thì không cho mẹ sanh ra cái nhảy giọt lớp 4, lớp 5, đâu có cái vấn đề đó được. Không có vấn đề đó được. Thành ra tôi không phải làm khó, nhưng mà tôi muốn cho Phật tử phải có một sự nghiền ngẫm, vì nó rất quan trọng cho con đường sống chết của mình. Mình nắm được tuy nó, cái bài giảng của tôi học thuộc lòng như vậy là cái bánh vẽ.
Nhưng mà nếu chư Phật tử không có thuộc lòng, khi ngồi thiền lấy cái chất liệu gì để mà nghi ngẫm, lấy chất liệu gì để suy tư, thì không thành thánh thiện. Ban đầu phải thuộc lòng, thuộc lòng nghiền ngẫm suy tư cho đến hiểu được, thì bây giờ phải quên hết. Chừng đó mình diễn tả theo cái hiểu biết của mình. Như tôi bây giờ tôi giảng bài này, chứ mà một vài năm sau tôi cũng giảng bài này mà khác hết trơn. Tôi giảng rồi tôi không biết tôi giảng cái gì, nhưng mà cái ý cũng là một cái ý thôi. Còn cái lời giảng thì sao? Khi đã hiểu rồi thì quên hết. Thành ra nói kinh điển là lưu truyền 8 vạn tư, học thì không thiếu mà cũng không dư. Đến nay xem lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như, rồi cuối cùng còn có một chữ như thôi. Như thường, như vậy, như duyên, như chẳng động, không thiên, không rồi. Còn có một chữ như thôi, thành ra có thể chữ như lai. Như là trở lại, nó nhận lại tất cả điều là vậy, tất cả hiện tượng giới là vô lượng, vô biên, thì trở về thì cái như, cái một. Nhưng mà tôi lấy đất tôi nặng ra bà đó, thì bà với đất là một hay là hai? Một phải không? Nếu đất với bà là một, phải vậy không? Thì bây giờ tôi lấy cái hình tướng cái đất tôi nắng ra bà, thấy không? Bây giờ tôi lấy cái đất để tôi dò trọi xuống đất, tôi bóp nó bể, thì cái hình tướng của bà còn không? Đâu còn nữa. Nhưng mà đất còn không? Đó được, bà ngồi xuống đi. Thì bà lão đây trả lời sao có cái nguy cơ. Thì bà lão lại trả lời đó, đất với bà đó là một. Cũng như tôi hỏi dĩa đâu đây là cái dĩa, hỏi đất đâu đây là đất, thì theo bà nói là dĩa với đất là một. Thì nói vậy không phải là sai, nhưng mà không được đúng lắm. Giờ nói đất với dĩa là một ha, giờ tôi lấy cái dĩa này tôi chọi xuống gạch, thì cái dĩa còn không? Cái dĩa bể rồi thì đâu có kêu là dĩa được. Dĩa là phải đựng đồ ăn, phải đựng nước, phải đựng cơm, phải đựng đồ vật được. Bây giờ nó thành miếng sành dụng rồi, làm sao đựng cái gì? Thì không còn cái dĩa nữa. Nhưng mà đất còn không? Còn nguyên, bây giờ trong dĩa là bao nhiêu đất thì tôi đập xuống thành miếng sành cũng bấy nhiêu, không mất đi một ly nào ở trên của cõi nguyên đó. Thành ra đất thì còn mà dĩa thì mất. Như vậy có thể nói là một được không? Thì làm sao nói là một được? Nếu mà dĩa đất là một mà thì dĩa bể, dĩa mất tiêu rồi thì đất cũng phải mất theo. Tầng này dĩa mà rớt xuống mất rồi, bể rồi, không còn nữa, nhưng mà đất vẫn còn. Một cái còn một cái mất thì làm sao gọi là một được? Hiểu kịp không? Mà nếu theo khoa học đó, nếu không một thì phải hai. Dĩa đất là hai. Mà nếu là hai thì mấy ông lấy dĩa ra khỏi đất cho tôi. Bây giờ đây là hai cái thì đâu có dính liền với nhau. Bây giờ lấy dĩa ra khỏi đất này. Bởi vì nó là hai cái mà. Thì giờ lấy cái dĩa ra khỏi đất. Mà làm sao lấy dĩa ra khỏi đất được? Mà nếu không lấy ra được thì nó là một. Mà nếu một thì cái này sanh diệt, cái kia phải sanh diệt theo. Cái này bất sanh bất diệt thì cái kia phải bất sanh bất diệt theo. Mà đằng này cái dĩa thì thời gian mà sơ ý một cái thì tiêu, cái dĩa không còn. Nhưng mà đất không có ai nói đất mất hết. Bây giờ nó ở trong dĩa bao nhiêu thì rớt xuống là hốt lại nó cũng đựng bấy nhiêu, nó không thêm không bớt. Mà dĩa đất thì không có hình tướng, mà dĩa thì có hình tướng. Dĩa tròn, dĩa vuông, dĩa lớn, dĩa nhỏ, dĩa méo, dĩa đủ thứ hết, dĩa tốt, dĩa xấu. Còn đất không có ai nói đất tròn, đất vuông, đất méo, đất tốt, đất xấu. Là tròn vuông thì thành ra cái hình tướng rồi. Thành ra đất không có hình tướng gì hết. Mà nếu nói có thì đất có vô lượng hình tướng. Cái câu mà trong Vạn Hành Thiền Sư gì nói, có thì có tự mãi mãi, mà không thì cả thế gian này cũng không. Là muốn chỉ cho cái chỗ mà Phật tìm thấy, chú bé mà chỉ tay lên trời, chỉ tay xuống đất là muốn nói về cái đó đấy. Thiên thượng thiên hạ, di ngã độc tôn, chỉ có cái chất đất, chỉ có cái bản thể này là tối thượng hơn hết.
tất cả vạn vật chúng sanh và các pháp cũng từ nó mà phát hiện ra. Nhưng mà chúng ta coi chừng, hồi xưa người ta dịch đó là chân như sanh ra vạn pháp, cái câu này nó không đúng lắm. Câu này nó không đúng lắm. Thành ra bây giờ người ta sửa lại là chân như duyên khởi ra vạn pháp, nghĩa là tất cả vạn pháp đều nương vào cái chân như để mà phát hiện, chứ không có chân như nào sanh vạn pháp hết trơn. Đất không, cái dĩa này đâu phải do đất sanh ra. Con trâu, con bò, con chó, cái tô, cái ly cũng không phải do đất sanh ra, mà do tư tưởng, do cái vọng tâm con người mượn nương vào đất mà tạo. Nhưng mà nếu không có đất là không có gì hết, không có chân như, không có Phật tánh là không có gì hết. Nhưng mà đừng tưởng rằng chân như Phật tánh sanh ra vạn pháp, không có cái đó đâu. Sanh ra vạn pháp là do một niệm bất giác, một cái vô minh của chúng ta, mà từ đó mới phát hiện ra, mới có ra. Thành ra thường thường người ta nói là Đức Chúa hay Đức Chí Tôn sanh ra vạn vật, sanh ra chúng sanh vạn vật pháp trong 7 ngày. Còn Duy Thức thì nói khác. Duy Thức nó không phải Đức Chí Tôn sanh ra con người, mà chính con người sanh ra Đức Chí Tôn bằng cái tư tưởng con người, để làm cái hình Đức Chí Tôn giống con người, để mà con người nương tựa. Thành ra vạn pháp ở đây đó là do con người của mình tạo ra, chứ không có đứng Chí Tôn nào hết. Tôi thường nói ví dụ đó, chẳng hạn như bây giờ nước tôi uống, thì đối với tôi với mấy ông mấy bà, nếu là nghiệp người, tức là cái nhận thức là người hết giống nhau, thì thấy đây là nước, có thể tắm, có thể uống, có thể rửa tay. Nhưng mà đối với loài thủy tộc đó, tức là con cá, con cua này kia đó, thì nước là nhà ở của nó. Còn đối với các nhà khoa học, vào phòng khoa học thì nước là H2O. Còn nước đối với nhà điện tử đó thì nước là oxy, đó là 16 điện tử âm, 16 điện tử dương. Còn hydro đó là 1 điện tử âm, 1 điện tử dương. Còn đối với ngạ quỷ đó thì nước là máu. Còn đối với cõi trời, nước là lưu ly. Như vậy thì nước là cái gì? Thì chúng ta thấy là cái gì cũng sai hết. Không đúng với chân lý, không đúng với sự thật. Như vậy nước có hay không? Chúng ta nói nước không có là trật, mà nói nước có là sai. Nước chỉ có với loài người thôi, chứ không có với các loài khác. Phải nói như vậy mới đúng. Còn nước là oxy, hydro là dưỡng khí, sinh khí, có hay không? Thì cũng không có với loài khác, mà chỉ có với các nhà khoa học thôi. Nước là điện tử đúng không? Thì cũng vậy thôi. Nước là lưu ly đúng không? Thì cũng có với các cõi trời thôi. Nhưng mà thật tướng của nước là cái gì? Cái nền tảng cuối cùng của nước là gì? Thì chúng ta thấy là chân tâm, là cái thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Chỉ có cái ngã này là cái chỗ phát sanh ra tất cả. Còn tất cả hình tướng kia là do cái nghiệp lực, do cái nhận thức chúng ta chụp mũ lên đó. Như vậy là đâu có đứng tạo quá nào tạo nó, mà chính mình tạo nó bằng cái nhận thức của mình. Mình chụp mũ nó bằng cái hiểu biết của mình, bằng cái linh hồn của mình. Còn thực thể của nó là một cái vùng hào quang rực rỡ, phi không gian và phi thời gian. Tôi còn muốn giảng cái nguyên nhân của vũ trụ nữa đây, nhưng ở đây chắc chưa đủ điều kiện để tiếp thu. Mà không hiểu cái đó thì không hiểu đạo Phật, và không thể tu cao được, không thể qua bát nhã được. Đó là vấn đề khó khăn nhất của đạo Phật, của bát nhã. Thành ra hai cái thế lối tu mà từ tư tưởng qua bát nhã là một cái lối tu rất là khó khăn. Vì cái lối tu tưởng là cái lối tu tiến hóa, là cái lối tu thăng hoa, làm cái lối tu cải sửa. Thì cái này thường thường các tôn giáo khác đều biết hết. Mà chúng ta từ nhỏ thì gia đình đã dạy là tu là cải sửa. Có nhiều người nói mà đi chùa cũng vậy, mà ở nhà ăn chay cũng vậy. Tu là làm lành tính dữ thôi, chứ có gì đâu. Thì câu nói này không phải sai, nhưng mà đạo Phật không phải dừng ở chỗ đó. Làm lành tính dữ thì sinh như cõi trời thôi. Cõi trời là cõi gì? Cõi trời là cái xiềng vàng, xiềng kim cương. Còn địa ngục ngạ quỷ súc sanh là xiềng cái sắt, xiềng cây, xiềng xét. Giờ bỏ cái xiềng cây, xiềng xét, sanh đi, tạo ra cái xiềng vàng, xiềng kim cang. Thì chúng ta nên nhớ cũng nằm trong chữ xiềng mà thôi. Nằm ngay chữ xiềng mà thôi. Thành ra thường thường chúng ta không biết, chính Đức Thái tử Si Đạt Ta trong lúc tu này thấy các mại đạo sai lầm chỗ đó. Cứ bỏ cảnh giới xấu để lên cảnh giới tốt.
bỏ cái nghiệp ác để mà lấy cái nghiệp thiện. Mà các ngài quên là nghiệp thiện vẫn là nghiệp, dầu nó là cái xiềng giá trị cách mấy, kim cương hột xoàn hay là xiềng vàng cũng vậy, cũng nằm trong chữ xiềng. Mà đã xiềng thì bị trói cột, không thể giải thoát được, không thể tự do được. Mà ai trói cột mình? Cái đó là vấn đề khó khăn nhất mà chư Phật tử phải hiểu. Ai trói cột mình đây? Thì chúng ta thấy rằng không ai trói cột mình hết, chỉ có mình trói cột mình thôi. Chẳng hạn như bây giờ chư Phật tử ở đây, bây giờ buổi sáng nào đó, sáng sớm mình ra mở cửa, gặp cái thằng bé hay không, nó chạy ngang, nó thấy mình, nó chỉ tay trên đầu, cổ mình, nó chửi. Mình không làm gì, mới mở cửa ra gặp thằng bé là nó thấy mình, nó thù quá hồi nào, nó chửi cha, chửi mẹ, chửi ông bà mình, nó mắng nhiếc một hơi. Mình ta nói từ gần sáng sớm mình chưa gì, đó là xui xẻo. Thì tất nhiên mình nổi sân. Mình giận cho trời không giận cho được, nó giống như chửi tào mồ mà bản cha mình mà chưa làm gì nói trơn, mình cũng không biết nó xa lạ, mở cửa ra nó chửi mình. Thì nếu chưa Phật tử mà đi tập thể dục sáng gặp nó, bữa nay xong mà cô hay là anh bữa nay sao thấy giận quá vậy, thằng bé mất dạy, nó không rồi sáng mở cửa ra nó chửi mình, như vậy có đáng sân không? Đúng là tôi phải dú nó vài vòng tay, tôi đập lấy cây đập đầu nữa. Thì chúng ta thấy như vậy có đúng hay không? Thường thường chúng ta thấy đúng, mình vô lý vô cớ không làm gì hết trơn, cái lời chửi mình thì mình sân là do thằng bé, thằng bé làm cho mình sân. Thường thường trong cuộc sống người đời như vậy đó, thì tôi nói rất hợp lý, tôi sân là hợp lý. Nếu mà anh gặp trường hợp tôi, anh còn sân gấp 3-4 lần tôi nữa. Mình vô cớ không làm gì nó chửi mình, bữa không sân cho được, không giận cho được, đúng là tôi còn ra đập nó nữa. Tôi đập là đúng là phải, nhưng theo đạo Phật là sai. Cái chỗ đó bây giờ ví dụ thằng bé chửi anh, nhưng mà thằng bé có thể chửi người khác, một bậc người ta có tu, bậc thánh nhân chẳng hạn, người ta không sân được không? Dĩ nhiên là vẫn có như thường. Mà nếu thằng bé nó chửi bậc thánh nhân mà người ta không sân, như vậy có phải lỗi cái thằng bé không? Nếu lỗi thằng bé thì nó chửi anh sân, chửi bậc thánh nhân người ta cũng sân như thường, như vậy mới do thằng bé. Chửi ai người đó không sân hết thì cái lỗi tại thằng bé. Đằng này chửi anh cho anh sân, mà chửi người khác người ta không sân, như vậy cái lỗi đâu phải tại thằng bé. Nếu tại thằng bé người nào cũng sân hết, đó là một cái điều độc đáo mà chúng ta phải suy gẫm. Thành ra trong cái bài Tứ Diệu Đế mà nguyên nhân chính của sự đau khổ, của sự luân hồi sinh tử, của sự đau khổ chính là do tư tưởng. Thành ra cuộc sống mình cứ vậy, mình cứ phiền não, mình cứ sân giận, mình cứ đau khổ hoài, mình đổ thừa tại hoàn cảnh, tại những người sống chung quanh mình. Chẳng hạn như mình ăn chay mình đi chùa, cha mẹ không cho, hoặc bà vợ mà đi chùa thì ông chồng không cho, thì mình buồn phiền, mình nổi giận, mặt mình cao có. Hỏi tại sao thấy bữa nay chị buồn ấy, ông bạn tôi không cho đi chùa, ông bạn tôi không cho ăn chay, ăn ông đổ bỏ hết, ông gấp đồ mặn bỏ trong chén tôi, mặt coi như vậy có đáng giận không? Người Phật tử nói vậy là chưa hiểu đạo. Cái nguyên nhân đó không phải là nguyên nhân chính của sự đau khổ, không phải là nguyên nhân chính của sự buồn phiền. Nhưng mà cái gì mới là cái tránh sự buồn phiền? Đạo Phật trả lời những cái này rất là độc đáo. Chính cái này mới đưa mình tới giải thoát. Nếu mà người ta, tất cả hoàn cảnh người ta mình làm mình đau khổ thì giết hết tất cả mọi người rồi mình hết khổ chưa? Chưa đâu. Thành ra người ta thường nói là sắc đẹp với tiền bạc. Tiền bạc là cái nguyên nhân làm cho người ta đau khổ. Nó ác nghiệp chi mi lắm đứa tiền mi làm nhân loại quá ra đi, mi tô nước mặt đen thành trắng, mi khiến nhân tình thẳng quá xi, mi đạp luân thường vô một số, mi xui nhân nghĩa dẹp đôi đường, mi xui thế giới đâm nhau mãi, ác nghiệp chi mi lắm đứa tiền. Thì thường thường ta thấy vậy thì sắc đẹp tiền bạc là hai cái hại nhất. Nhưng mà thật sự có phải tại tiền bạc là cái tai hại hay không? Nếu tiền bạc vào tay những vị Bồ Tát thánh như vị A La Hán thì tiền bạc càng nhiều các ngài phát bồ đề tâm càng mạnh và đi đến quả Như Lai. Như vậy nói tiền bạc là cái ác hại, tại sao những vị Bồ Tát thánh người ta dùng tiền một cách là tôi không có dính mắt. Nhưng tôi nói vậy không có phải là mình ra quân đồ dùng tiền nha. Khi nào đắc quả A-la-hán á thì tất cả không còn dính mắt đối với người tôi. Mà A-la-hán là cái gì, phải diệt bao nhiêu kiếp sử, thì chúng ta phải nắm cái bánh vẽ này cho rồi, rồi thực tập cái bánh vẽ này. Thì chúng ta thấy trong kinh nói là một vị la hán mà bắt đầu từ tu tập cho tới đắc quả la hán, nếu mà có người hướng dẫn đúng cách nha, phải một a tăng kỳ kiếp, một a tăng kỳ kiếp, đối với cõi người chúng ta
Rồi một kiếp đó là 16 triệu 800 ngàn năm. Một kiếp đó, 16 triệu 800 ngàn năm. 16 triệu 800 ngàn năm nhân cho 1.000 lần là một tiểu kiếp. Một tiểu kiếp nhân 1.000 lần là một trung kiếp. Một trung kiếp nhân 1.000 lần đó là một đại kiếp, tức là A Tăng Kỳ đấy. Phải tu một A Tăng Kỳ như vậy. Nghe đừng có sợ ha. Nói vậy, nói thôi con rút lui, con không tu, không tu nữa đâu. Nhưng mà chúng ta đã nhớ cái thời gian đó là dây thun. Thời gian là dây thun. Ví dụ một ngày của chúng ta ở đây ha. Con mũi đó thì theo khoa học đó, trong kinh cũng nói nó sống có 7 ngày thôi. Thì 7 ngày của mình đó, con mũi nó thấy là 70 năm đấy. Còn bây giờ chúng ta dưới này, ví dụ một ngày đó, thì ở trên cõi trời dục giới đó, có mấy tiếng đồng hồ. Còn một ngày của chúng ta có cõi trời sắc giới đó, có mấy phút. Còn ở đây một ngày chúng ta đối với cõi trời vô sắc có mấy giây. Thành ra chúng ta thấy mỗi cái cõi là do cái nhận thức của mỗi người chuyển biến nó khác nhau, mà cái cõi chậm mau nó có khác. Thành ra chúng ta thấy như từ thức lạc non tiên, ổng đi qua nó lạc đi đó có mấy ngày, về xuống đây đó là mười mấy hai chục năm, mấy ông già, mấy người đồng tuổi, ông chết mất hết. Là chính ông Tịnh Khoan trong cái quyển mà đường về cõi Phật, đường về cực, Tây Phương Cực Lạc đó, ổng đi qua đó, đó Đức Quan Âm dẫn ông qua bệnh, dường như có một ngày hay nửa ngày. Ổng về đây đó là năm năm sáu tháng mấy ngày. Một cõi một ngày ở trên bên xứ Cực Lạc bằng ở đây năm sáu năm. Thì chúng ta biết là cái cảnh giới ngày đó thì cái đó chúng ta không thể nói được. Thì tôi đi hơi quá xa rồi, giờ chúng ta trở lại nói riết cho tử không nắm được. Hôm nay là tôi muốn phân tích giữa cái thế giới của tư tưởng, cái lối tu của tư tưởng và cái lối tu của bát nhã, hai cái khác nhau làm sao? Hai cái khác nhau làm sao? Mà Đức Phật thấy rất là quan trọng. Thành ra trong Kinh Pháp Cú có một câu như thế này, là hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì võ trụ, quả dự lưu tối thắng. Quả dự lưu tức là quả thắng thứ nhất đấy. Hơn thống lãnh cõi đất tức là hơn làm vua cõi đất, thống lãnh nắm hết tất cả cõi đất này. Hơn được sanh cõi trời là sanh về cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc, vượt hơn nữa. Hơn chủ trì võ trụ, làm chủ luôn tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mình nắm hết. Quả dự lưu tối thắng không bằng một phần ngàn, một phần tỷ của quả dự lưu. Thì quả dự lưu là cái quả nhập lưu, là cái quả quan trọng nhất đối với người tu. Mà bên thiền tông thường kêu là gian hay là ngộ. Ngộ tức là nhận trở về cái bản thể. Thì bây giờ tôi trở lại cái dĩa với cái đất này. Thì chúng ta thấy tất cả hiện tượng giới mà chúng ta tu tập bây giờ đó là cái dĩa, hình tướng của cái dĩa. Bây giờ cái dĩa này tôi không ham muốn nữa, tôi muốn mướn biến nó thành cái cây. Thì nếu đất còn ướt tôi có thể bóp đi, tôi nắng thành cái cây. Và cái cây tôi không thích nữa thì tôi bóp bỏ cây, tôi nắng thành cái con tôm. Và nếu con tôm tôi không thích nữa, tôi bóp bỏ, tôi nắng thành con chó. Rồi tôi bóp bỏ, tôi nắng thành con trâu. Tôi bóp bỏ, tôi nắng thành người ta. Thì cái này phải có thầy, có pháp môn, có người chỉ, có thời gian, có không gian. Rồi bây giờ tôi đưa cái này lên, mấy ông mới bà hỏi bạch sư đất ở đâu, tôi nói đây là đất. Hỏi dĩa đâu, tôi nói đây là dĩa. Mà nói bạch sư bây giờ con chỉ thấy dĩa thôi chứ con không thấy đất. Thế là cái dĩa mà sư nói đất, con đâu thấy đất, nó là cái dĩa mà sư bóp lại, sư nắng thành con trâu, nắng người ta thì con chỉ thấy người ta chứ con không thấy cái đất. Bây giờ sư làm sao cho con thấy được cái đất? Sư dùng pháp môn nào, sư làm thầy, sư chỉ con lần lần, từ từ lai rai để con nhận được chất đất. Thì ông bà thấy có pháp môn, có từ từ, có lai rai, có làm thế nào để mà thấy được chất đất trong dĩa này hay không? Thì chúng ta thấy cái chữ làm sao ở đây là, nếu làm sao thì tôi có thể biến cái dĩa này thành ra cái tô, cái chén, thành ra con chó, con trâu, con tôm, cây cỏ thì được. Còn làm sao để nhận lại chất đất trong dĩa này thì chúng ta thấy không?
hơn hả? Có làm sao, không có pháp luật, không có bậc đạo sư nào có thể làm sao cho chúng ta thấy được. Tôi nói lại phải một cái sự tu tập, một cái sự nhận lại. Mấy ông ấy bà thấy được đất ở ngay đây, thấy ngay bây giờ là tại đây, chứ không có thời gian, không có không gian, không có ngày mai, hay không có 5 phút hay một sát na nữa, thấy không có vấn đề đó. Giờ nói bây giờ con không thấy đất ở trong cái dĩa này, con chỉ thấy đó là dĩa thôi, thì phải chịu thôi. Thì bây giờ phải tu tập, mà tu tập như thế nào? Thì chúng ta thấy tu tập chỉ là cái phương tiện làm cho cái thức trong sáng, rồi chúng ta phải qua cái sự quán xét. Mà cái thức chừng nào mới trong sáng? Thì theo trong kinh nó cái thức đạt cái trạng thái nhị thiền, thì từ đó trở lên mới gọi là trong sáng. Nhị thiền là sao? Tôi xin thưa cái cách tu hôm trước đó, thì thường thường ở đây có nhiều pháp môn. Pháp môn tứ niệm xứ nè, pháp môn thiền tông nè, pháp môn mật tông, rồi thì nhất niệm. Như hôm trước tôi nói là niệm Phật đếm từ 1 tới 10. Thì giai đoạn này giàu có thiện trí thức giúp đỡ cũng không nhận được chất đất, không nhận được Phật tánh trong tất cả mọi sự vật đâu. Phải qua giai đoạn thứ hai là niệm Phật khỏi đến. Tới giai đoạn này đó thì chúng ta thấy là cũng chưa đủ điều kiện để nhận lại Phật tánh. Bởi cái này lúc còn tranh giành giữa tạp niệm và nhất niệm. Khi mà mình đang niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật 1, Nam Mô Di Đà Phật 2, nghĩ ngày mai đi đám dỗ, thì tạp niệm rồi đấy. Bây giờ phải không đến 3 mà trở lại 1 lại. Mà nếu tạp niệm là cái tâm tán loạn, còn nhất niệm là cái tâm tập trung vào đối tượng, thì nhất niệm là mới sáng. Tất cả đều do tư tưởng hết, mà tư tưởng tán loạn và tư tưởng tập trung. Còn cái bát nhã là không có tư tưởng, không có tư tưởng. Sống mà sống không có tư tưởng, mà sống không có tư tưởng làm sao sống chứ. Không có tư tưởng sống mới là thoải mái nhất, sống mới là giải thoát nhất. Vì tư tưởng nào cũng trói cột, chính tư tưởng là cái xiềng. Tư tưởng thiện là cái xiềng vàng, tư tưởng ác là cái xiềng phát. Tư tưởng tán loạn là cái tâm tùm lum. Tùm lum thì mình có nghiệp muốn kéo, mình đi đâu mình muốn kéo. Tư tưởng chính là nghiệp. Cái sức mạnh của tư tưởng chưa là nghiệp, tức là ý chí mà tôi nói là hành quẩn đấy. Thành ra khi mà tư tưởng nó tán loạn thì cái tán loạn tức là nó nghĩ tùm lum. Thì trong lúc mình chết, cái cận tử nghiệp phải nghĩ cái gì là nó đầu thai vào cái đó. Nhưng mà làm chủ lấy cái nghiệp của mình, tức là gần chết mình vẫn tập trung được nhờ nhất niệm. Mình muốn đi vào cõi trời sắc giới nhị thiền thì mình tập trung vào cái định lực nhị thiền, mình sẽ sanh về cõi đó. Vậy là không ai trói cột mình hết. Nhưng mà vẫn bị cái đầu thai mình trói cột, vẫn bị cái xiềng vàng trói cột. Còn xiềng sắt, xiềng cây này kia đó là cái tư tưởng nó tạp niệm tùm lum, mình không làm chủ nó được. Thành ra lúc chết cái tư tưởng nào khởi lên lúc chót, cái hơi thở cuối cùng, thì người đó phải theo cái nghiệp đó mà kéo đi. Như vậy là chúng ta đầu hàng trước cái nghiệp, cho cái nghiệp, cái tư tưởng mình muốn kéo đi đâu thì kéo. Mà tư tưởng tạp niệm thì thường thường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Còn tư tưởng nhất niệm là tập trung vào mỗi đối tượng thì mình làm chủ lấy cái nghiệp lực, mình điều khiển nó được. Nhưng mà điều khiển nghiệp thì vẫn còn kẹt vào nghiệp thôi. Thì nghiệp thiện vẫn là nghiệp, nghiệp ác vẫn là nghiệp. Mà nghiệp ác thì sanh ra cảnh giới xấu, với cái thân thể tối mù, đuôi què, câm điếc. Còn với cái tư tưởng thiện thì tạo cái cảnh giới mình muốn vào đó, và mình tạo cảnh giới mình căn rất là lành, sáng suốt, vào một gia đình có hạnh phúc, một quốc độ tốt lành. Nhưng mà quốc độ tốt lành, căn đẹp thì vẫn là trói cột thôi. Vẫn là trói cột thôi. Thành ra, từ sau khi mà Đức Phật mà Ngài ở làm Thái tử, Ngài hưởng cái xuống khoái lạc, thì Ngài thấy cái khoái lạc này chỉ đưa đến bốn đường ác, đưa đến sự đau khổ. Rồi khao nào Ngài đi tìm cái con đường giải thoát, thì gặp Quốc Đầu Lâm Phất chỉ cái tứ thiền cơ gián hồi nãy nó. Nghe là niệm Phật đếm từ 1 đến 10, rồi niệm Phật khỏi đếm. Thì cái này phải dằn co giữa cái tạp niệm và cái nhất niệm. Tới giai đoạn thứ 3 là khỏi niệm Phật nữa mà vẫn có tiếng niệm Phật. Thì giai đoạn này nó mới là cái định lực mạnh đấy. Bây giờ cái tâm ở đâu thì câu niệm Phật đó, câu niệm Phật đâu thì tâm đó. Bây giờ muốn cho nó nghĩ tùm lum tán loạn cũng không bao giờ tán loạn được. Con trâu và người chăn trâu sống tích lấy nhau. Rồi tới giai đoạn thứ 4 là chìm đắm trong trạng thái đó.
Thì cái này hơi cao đấy, tôi giảng luôn. Hôm trước là tôi giảng tới giai đoạn thứ 3 thôi, chứ nó còn thứ 4, thứ 5 nữa. Thì giai đoạn này lúc bấy giờ chúng ta nên nhớ là khi mình niệm Phật được nhất niệm đó, đằng đầu đó, thì mình ngồi xuống là cái tâm mình nghĩ tùm lum. Mà nghĩ tùm lum thì cái thân ở đây là cái tâm ở chỗ khác. Chẳng hạn như bây giờ tôi ngồi nói Pháp, tôi ngồi tại đây, nhưng mà tôi nhớ tới quý sư ở Tịnh Xá. Như thế là cái tâm tôi là ở Tịnh Xá. Cái tâm này nó nằm trên không gian như cái làn sóng vậy, nó sẽ phát hiện ngay ở Tịnh Xá, nhưng mà cái thân tôi ở đây. Thành ra thân với tâm tôi là hai. Thì đạo Phật kêu đó là tạp niệm. Tạp niệm à, tôi giảng thật rõ đấy, nhưng tôi nhớ. Nếu mà tôi ngồi đây mà tôi nhớ tới Tịnh Xá thì cái tâm tôi ở Tịnh Xá. Nhưng Phật tử có thể nói chuyện tôi mà tôi không nghe, không biết nữa, thì tôi cứ để ý bên đó thôi. Bây giờ biết Tịnh Xá có Phật tử nào vô, quý sư có sư nào về không á? Hồi nãy mình đi không biết có đóng cửa cốc không, thì hồi chết rồi. Phật tử là ở bạch sư bạch cái gì tôi cũng nghe vậy, tôi cứ tâm ở đó, hoặc là tôi nghe phân nửa. Nếu mà tôi ấy là tôi nghĩ ở bản thân nữa, thì cái này đạo Phật kêu là tập niệm. Thành ra khi tôi ngồi đây thì cái tâm tôi phải ở đây, bao nhiêu Phật tử đây tôi phải nắm, tôi đang nói gì tôi phải biết. Thì như vậy gọi là nhất niệm đấy. Thành ra niệm Phật mà mình nhớ tới câu niệm Phật, mình nhớ tới Phật Thích Ca. Mà nếu niệm Phật mình nhớ tới con mình ở nhà, không biết hồi nãy mình đi mình không có dặn mấy đứa nhà, không biết có cho nó ăn không, thì bây giờ cái tâm ở đó. Tôi hỏi nãy giờ sư giảng cho bà nghe không, không phải vậy tôi lo con, tôi con à. Thì chúng ta thấy rằng cái này kêu là tạp niệm. Thì trạng thái này nó là mà cái tâm lúc đó mình chết nha. Thì tất nhiên mình không giảng sanh về cõi Phật, mà giảng sanh gì với con á. Đây cái linh hồn là cái chánh. Nãy tôi như tôi giảng cái sắc thân là cái tai sai của linh hồn, là cái máy của cái nhận thức. Mà nhận thức mới là chánh. Chư Phật tử phải nhớ cho đó, nắm cho vững ha, là mình có thể tu tập. Thành ra có nhiều người niệm Phật cứ là hỏi niệm bằng cái gì, mà sư con niệm Phật bằng miệng. Thì không, nói gì không phải là sai. Có thể tôi không có miệng tôi niệm được hay không, thì vẫn niệm được như thường. Nhưng mà nếu không có tâm, không có linh hồn niệm Phật được hay không? Không. Chúng ta phải hiểu như vậy. Tôi bây giờ tôi niệm thầm như tôi ngồi đây tôi giảng Pháp, mà hãy tôi nhớ tới câu niệm Phật là câu niệm Phật hiện trong đầu óc tôi. Tôi đâu có cần cái miệng niệm Phật, cái miệng tôi vẫn nói mà tôi nhớ lại thì câu niệm Phật nó vẫn phát hiện. Thành ra chư Phật tử phải nhớ niệm Phật là niệm tâm, tâm niệm Phật. Thành ra khi mình niệm Phật mình phải tập trung vào đó, đừng có để nó chạy tán loạn. Đừng để nó chạy tán loạn. Thành ra giai đoạn thứ nhất, thứ nhì là cái tâm nó chạy tán loạn. Cũng như tôi nói là cũng như mình dầm cầm cái dàn con trâu, đếm niệm Phật đếm từ 1 tới 10. Tức là cái câu niệm Phật này kéo cái tâm trở về với cái thân. Cái tâm trở về với cái thân. Nhưng mà rồi cái tâm quan này nó quan quen, tỉnh thoảng nó còn nghĩ cái chuyện khác. Thì mình phải dùng câu niệm Phật đếm từ 1 tới 10 kéo nó trở về nữa. Từ giai đoạn thứ hai thấy nó thuần thục rồi thì thấy cái dàn. Cái dàn tức là cái dây sỏi vô lỗ mũi nó đó. Nhưng mà phải theo dõi. Thì bây giờ con trâu với cái tâm mình với cái xác thân nó ở một chỗ rồi. Thì bây giờ ở chỗ mà cần đếm được 1 tới 10 chí. Chỉ cần con niệm Phật kéo về thôi. Nhưng mà thỉnh thoảng nó còn chạy đi qua thì phải dùng cái câu đếm từ 1 tới 10 kéo trở về. Mà tới giai đoạn thứ ba rồi đó thì thôi giờ khỏi cần nó con trâu. Tức là mình khỏi để ý tập trung nữa. Hãy ngồi xuống mình phải ráng niệm Phật, tưởng tượng mình đang niệm Phật thì có câu niệm Phật. Bây giờ mình khỏi cần tưởng tượng, khỏi cần nhớ, ngồi xuống là mình nghe trên không gian có tiếng niệm Phật. Và cái tâm mình với cái tiếng niệm Phật nó dính liền với nhau. Đó thì bây giờ cái câu niệm Phật nè, cái tâm nè, và cái sắc thân nè, ba cái nhất như, dường như là nhập một. Dường như là một. Còn hồi nãy thì cái thân ở đây mà cái tâm ở chỗ khác thì câu niệm Phật mới kéo về. Bây giờ câu niệm Phật khỏi cần kéo, tự nhiên ở đây niệm Phật thì cái tâm ở đây, cái thân ở đây và câu niệm Phật ở đây. Bây giờ không cần niệm nữa, mà tự nhiên cái tiếng niệm Phật nó phát ra từ ở cái tâm. Bây giờ nó chủng tử nó vào nó thuần thục rồi. À, rồi tới giai đoạn thứ tư là mình chìm đắm trong trạng thái đó. Bây giờ khi được định như vậy rồi thì cái cảm giác nó phát hiện. Giai đoạn thứ ba đó, thì cảm giác phát hiện, tức là cảm giác mình. Thì ở đây bắt đầu có bốn trạng thái. Một là cái tâm của mình, tức là cái tư tưởng đấy, nó kéo
cái câu niệm Phật nó kéo cái tâm là hai, trở về những sắc thân là ba. Rồi bây giờ ngay cái sắc thân có một cảm giác hỷ nổi lên, hỷ thì ta kêu là mừng. Tới giai đoạn thứ tư là chìm đắm trong trạng thái đó, thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái sắc thân dường như biến mất, nó sung sướng quá rồi, làm mất cái sắc thân chỉ còn có cái câu niệm Phật, cái tâm, và cái cảm giác hỷ. Còn cái sắc thân thì bị chìm đắm mất, còn có ba cái thôi. Thì ở đây Đức Phật có ví dụ, tôi ví dụ thì mấy ông bà hiểu à, còn không ví dụ không hiểu trạng thái ba, trạng thái tư này đâu. Trạng thái ba là khỏi niệm Phật nữa, trạng thái tư là chìm đắm trong trạng thái niệm Phật. Hai cái trạng thái này khác nhau làm sao? Thì ở đây trong kinh có thí dụ, thí dụ như mấy ông bà ở nhà đi đến tịnh xá đây, thì ở xa quá, đi trời chưa nắng nữa, mệt đổ mồ hôi, vô nó bạch sư cô có nước thì con uống không? Nếu sư cô nếu nói không có thì tiêu mình tiêu nghĩu rồi đó. Sư cô nói có nước dừa mà có nước đá nữa, có lát xê nữa. Thì mà nghe mình mừng nhưng mà có uống đâu, có uống nhưng mà mừng, cái này kêu là hỷ. Nghĩa là nói về niệm Phật khổ sở sức, bây giờ khỏi cần niệm mà tự nhiên trên linh hồn mình có tiếng niệm thì tất nhiên mình mừng. Bây giờ sư cô mới kêu Phật tử đem nước dừa mà có lát xê tủ lạnh nó đem ra cho mấy cô uống đi. Giờ tuy cái ly nước vừa mình uống vô mà trời đang nắng nực đã khát nước, uống vô nó mát cả ruột ra, mình quên luôn cái sắc thân của mình. Thì trạng thái này kêu là chìm đắm trong trạng thái hỷ lạc. Hồi nãy là mình thôi chứ chưa uống, bây giờ uống thật sự rồi, nó mê ly. Làm như uống vô rồi, bạch sư cô, sao con thấy mát mẻ mà con quên mất cái thân của con luôn. Con chỉ còn có một trạng thái là cảm giác lạc thọ, hay và cái ly nước vừa. Thế thôi. Còn cái sắc thân con lúc bây giờ nó bay bổng đâu mất tiêu. Chúng ta thường có trạng thái đó đấy. Thì trạng thái này là trạng thái của tâm thiền, của lạc thọ. Sắc thân còn đó nhưng bây giờ mình chỉ là mê ly đó. Ô mê ly đó, nghe chìm đắm trong đó rồi thì cái sắc thân dường như mình không nhớ được tới nó. Thì trạng thái này cao hơn trạng thái thứ ba. Nhớ hả? Thì chúng ta thấy trong kinh thân vậy thì rất sáng tỏ rồi. Cái thứ nhất, thứ nhì cũng vậy. Cái thứ nhất là cầm giàm, cái thứ nhì là thảy giàm thì cũng sáng tỏ rồi. Cũng là nhất niệm hết, nhưng nhất niệm này là nhất niệm giữa tạp niệm. Còn trạng thái thứ ba, thứ tư này là nhất niệm nhưng mà tức niệm yếu và nhất niệm mạnh. Nhất niệm yếu và nhất niệm mạnh. Hồi đó giờ cứ tranh đấu giữa cái tạp niệm con trâu quan này, và bây giờ mình không cần coi nó nữa. Mình đi đâu là nó theo đó. Thì tất nhiên mình được vậy rồi, mình có cảm thấy mình. Mình nhưng mà mới biết con trâu nó hết quan rồi. Nhưng khi mình chìm nắm trạng thái đó, mình trâu là một, thì lúc bây giờ cái xác thân mình quên mất, thì có đó kêu là vui, vui là lạc. Trạng thái nó quan hiển hơn. Chưa phải tự thấy đó. Thì lúc đó là Đức Phật cũng tu theo cái đó này. Mà ngày làm có 6-7 bữa là đi luôn tới cái thứ năm. Một cái thứ năm đó là nó khỏi trạng thái đó. Nó khỏi trạng thái làm sao? Là lúc bấy giờ mới ngồi tỉnh lại, ngưng lại tất cả những cảm giác, thì thấy rằng cái xác thân là duyên khởi, do nhiều cái kết hợp lại. Cái cảm giác cũng do nhiều cái kết hợp lại. Cái tư tưởng cũng do nhiều cái tâm là cũng do nhiều cái kết hợp lại. Còn cái câu niệm Phật cũng là do nhiều cái kết hợp lại, không cái nào là có thật hết. Tất cả đều là duyên khởi, không có cái gì độc lập. Thành ra ở cái tâm trạng thái bất lạc, bất khổ thọ, không vui mà cũng không buồn, thì trạng thái này là trạng thái cao nhất. Nó giống như Niết Bàn, nó giống như Niết Bàn. Thành ra ngoại đạo lúc bấy giờ ông Quốc Đầu Long Phất mới cho Đức Phật đây là trạng thái cao nhất rồi ông. Con nên nhớ đây là trạng thái Niết Bàn cao nhất mà ta đã tìm hết mấy chục năm nay. Ta đã già rồi, ta đã chìm lắm trong đại tới thứ kỳ này. Mấy chục năm ông mới tìm được, mà Đức Phật làm có 7 bữa thôi. Đức Phật nói cái bất lạc bất khổ thọ này là một trạng thái trá hình của lạc thọ. Đức Phật sao nói như vậy? Nhưng mà tôi chưa tìm thấy cái lạc thọ thật sự. Cái tuyệt đối, mà đây là cái lạc thọ trá hình. Khi mà đè nén tới cùng rồi đó, mình thấy mình không còn đau nữa, không còn vui nữa. Hay là khi mong với bà đau quá, xá đau, đau tức cùng tột rồi, mình không còn cảm giác đau nữa. Nhưng mà cái cảm giác đau này là một cảm giác đau tối tột cùng. Thành ra chúng ta thấy đây chỉ là một sự thay đổi, một sự trá hình của một cảm giác đau đớn thôi. Nhưng một cảm giác lạc thọ
duy kế thôi. Mà thường thường tứ thiền kêu là bất lạc, bất khổ thọ. Biết tôi giảng sâu không, mấy ông bà biết không? Cũng giảng cho rõ hơn nữa, nhưng mà không kéo thì thành trở thành rối rắm hơn. Nhưng mà nếu có học giáo lý thì tôi giảng nó nóng thì nó rõ hơn. Vì vấn đề mà tứ thiền này chúng ta thấy là khó khăn đấy. Thành ra ở đây đó, thì chúng ta thấy trong kinh đó thì thường thường có năm kiềm cái. Năm cái trói cột kiềm nó là liên tục. Cái là che đậy một cách kiềm biên liên tục cái tâm của chúng ta, không cho chúng ta được sáng suốt. Thì năm cái kiềm cái nó, nếu người nào có xuất gia học á, còn mấy ông bà đây có biết sao? Nghe không hay là thôi? Có nghe không hay là thôi? Nghe là coi hiểu mà không? Không hiểu thì hỏi ha. Chút nữa trả bài ha. Nói trả bài muốn rút mà nghe thì quái lắm. Thì tôi ngồi tôi nói không, bà nghe nghe nó mùi mẫn, có người nghe rồi cái là gật đầu á. Không? Nghe sư nói hay, con mất ngủ mấy tháng trời vô đây nghe là con nghe sư thuyết pháp, con ngủ khỏe quá. Lại gật đầu khen hay hoài. Tôi ở tỉnh giá cũng vậy, có nhiều có một hai người vô ngồi nghe pháp là gục đã rồi. Chỉ con số là nghe được, còn có hai ba người thì cũng dùng cái căn cơ mỗi người. Mà cái đó phải hy sinh thôi, chứ không lẽ một cái trường học, một cái lớp học mà 50 học sinh mà mình đổ hết thì không có vấn đề. Đức Phật cũng phải chịu đó, độ 2/3 là hay rồi, còn 1/3 phải hy sinh thôi. Thì thôi giờ chúng ta trở lại nhé, năm kiềm cái là mấy ông bà thường bị đó. Thứ nhất đó là hôn trầm. Hôn trầm tức là mê man ngủ gục, không còn biết nữa. Thứ nhất là hôn trầm, thứ hai là nghi ngờ. Nghi ngờ không, không biết cái nào là thiện, cái nào là ác, phân biệt không được. Cái thứ ba đó là phóng dật hay là phóng tâm. Cái thứ ba là sân, cái thứ tư là phóng dật, và cái thứ năm đó là tham dục. Tôi nói lại, ai có học ở trong pháp di chế á, của bên Nam Tông Bắc Đông đều có hết, trong chân lý của sư trưởng cũng có. Ba pháp di chế đó, pháp học 1, 2, 3 đấy. Thì cái thứ nhất đó là hôn trầm hay là ngủ gục. Cái thứ nhì là nghi não, nghi ngờ. Cái thứ ba là sanh. Cái thứ tư là phóng dật hay phóng tâm, tạo cử đấy. Cái thứ năm đó là tham dục. Thì chúng ta thấy trong cái năm, cái tứ thiền năm phần này nó cũng trừ năm cái kia. Cái thứ nhất là tầm đó, là cái tâm nó phóng đi, mình kéo trở về thì trừ đi hôn trầm. Ai không ngủ gục thì đến cái này là hết gục. Ví dụ người ngồi thiền ngồi chút xíu nó gục à. Thành ra bây giờ muốn đừng gục, mình niệm Nam Mô Phật 1, Nam Mô Phật 2, Nam Mô Phật 3, nó gục một cái là mình quên mất hồi nãy không tới đâu, phải trở lại một lại. Nếu mình đếm được từ 1 tới 10 mà không có cái gì xen tạp thì không bao giờ gục được. Thành ra cái này nó trừ đi. Mà nó nhớ cái trừ đi đó không phải là chiếu kiến, trừ đây là đè nó xuống, lấy đá dằn cỏ. Pháp môn của ngoại đạo đa số lấy đá dằn cỏ, tức là một pháp đối chứng trị bệnh. Bệnh ở đâu thì trị ngay đó, chứ cái dốt không có nắm được. Bây giờ chúng ta cũng vậy, khoa học bây giờ là đối chứng trị bệnh. Ví dụ tôi bệnh gì thì nếu bệnh nói quá thì mổ lấy đi. Một ghẻ mà trị bên ngoài thôi, bên trong không trị thì cái ung, cái bệnh bên trong nó vẫn ung ra như thường, nó không có hết được. Không hết được. Cái ung thư bây giờ đó, khoa học trị là trị theo đối chứng trị bệnh, là chỉ cầm chừng nó cho kéo dài cái tuổi thọ thôi, chứ không có giúp, không có giúp được. Chưa có tìm được cái thuốc, cách nào để giúp được nó. Thành ra đây là cái thứ nhất đó là hôn trầm, vừa thiền hay ngủ gục, thì làm sao mình đếm từ 1 tới 10. Mà mới đếm Nam Mô Phật 4, Nam Mô Phật 5 mà nó gục một cái rồi thì không biết nó đi tới số mấy rồi, thì phải thở lại số 1, làm tới làm lui cái gục nó mất. Thành ra trừ hôn trầm. Thành ra kiềm cái là những cái là che đậy, kiềm là liên tục, kiềm miên che đậy cái chân tâm. Chờ ở đây thì cái kiềm miên che đậy cái nhất niệm, cái tạp niệm nó che đậy cái nhất niệm. Cái thứ hai nữa đó là nghi. Nghi là tức là tâm thức mình không sáng, mình không nhận được cái nào là phải, cái nào là quấy, cái nào là tiến hóa, cái nào là xa đọa. Đây đúng là tôi còn phải định nghĩa chữ chữ phải với chữ chữ vấy nữa, chữ tốt với chữ xấu thì kêu thiện ác đó. Cái thiện ác chưa chắc mấy ông bà hiểu được hai danh từ thiện ác đó. Tôi thấy ngoài đời thường thường định nghĩa cái thiện ác sai lầm.
chỉ có đạo Phật trong tri thức và định nghĩa mới đúng đắn thôi. Nhưng mà thôi, thời giờ không có, nói hồi chạy mấy ông ấy vào cái tâm tán loạn, bây giờ chúng ta trở lại. Thì cái thứ hai đó là nghi, là chúng ta không không biết được cái nào là thiện, cái nào là ác. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải qua giai đoạn thứ hai là niệm Phật khỏi đếm. Thì lúc bấy giờ cái tâm tương đối tỉnh rồi đấy, nghĩa là cái tâm nó không chạy chỗ khác nữa. Thì tất nhiên mình hơi sáng suốt, mình phân biệt cái nào là thiện, cái nào là ác dễ dàng. Thành ra giai đoạn thứ hai là niệm Phật khỏi đếm, trừ được cái nghi ngờ, cái nghi ngờ. Rồi tới giai đoạn thứ ba thì nổi sân. Rồi khi mấy ông mấy bà chìm đắm trong trạng thái là khỏi niệm Phật nữa, ngồi xuống là khỏi niệm Phật nữa, thì mình cảm thấy có một cái sự mừng. Mà hãy mừng thì cái sân nó phải mất. Thành ra khi ở ngoài mà mình nổi sân một cái, mình nhập vào nhị thiền hay là tam thiền, nếu mình kể ba phần thì cái sân nó chấm dứt ngay. Mình lấy cái hỷ là mình đè cái sân xuống. Thành ra cái pháp môn này nó hay gì, pháp môn đối trị. Nhưng nên nhớ ha, đối trị vừa phải thôi, mà hãy quá tải thì nó nổ đấy. Cái xe mà chở vừa phải thôi mà quá tải thì cái xe nó sẽ sụng đấy, cái bánh nó sẽ tiêu đấy. Thành ra pháp môn đối trị thì nó hay, nhưng mà nhất thời thôi, nhất thời thôi. Đó, thành ra cái thứ ba này, khi mình tới trạng thái thứ ba là khỏi niệm Phật nữa, thì cái hỷ nó phát sanh. Mà cái hỷ thì nó tương đối, nó hay nhất là nó trừ cái sân. Rồi cái thứ tư đó là phóng dật. Phóng dật là cái là sao? Là cái tâm nó còn thỉnh thoảng nó còn muốn khởi lên, nó còn muốn tập niệm, nó còn trạo cử, nó chưa có yên được lắm. Thì cái thứ tư là chìm đắm trong trạng thái niệm Phật, là cái thân dường như mất. Mà cái thân dường như mất thì làm sao mình còn khởi lên cái gì được nữa. Nó chìm đắm, nó cải thái, nó làm như nhất như, nó nhập một trong đó. Thành ra trạng thái thứ ba lạc là trạng thái chìm đắm trong trạng thái niệm Phật. Thì chìm đắm như vậy thì tất nhiên là cái phóng tâm nó không còn nữa. Nhưng mà cái thứ năm mới là quan trọng. Cái thứ năm là bất lạc, bất khổ thọ. Tức là không còn chìm đắm nữa, không chìm đắm trong sắc thân, không chìm đắm trong tiếng niệm Phật, không chìm đắm trong cảm giác lạc thọ nữa. Thì như vậy gọi là bất lạc, bất khổ, là không vui mà cũng không khổ. Thì trạng thái này mới dứt được tham dục, mới dứt được tham dục. Thành ở đây tôi nói thêm một cái nữa. Dù Phật tử nào có tu để ý, nếu mà không nắm được cái này là không có bát nhã được đấy, không phải dễ đâu. Bát nhã là gì? Bát nhã là thấy rõ hết tất cả những cái diễn biến của cái tâm thức của mình, cái tâm lý của mình. Thấy mà không cải sửa, mà chính không cải sửa mới thấy rõ nhất. Còn nếu cải sửa là chúng ta bị mê mờ. Chúng ta bị mê mờ. Thành ra chúng ta muốn nhìn một người nào đó, chúng ta nhìn mà đừng có cải sửa, đừng có phê phán, đừng có chỉ trích, đừng có bình luận người đó, thì cái nhìn chúng ta sẽ đi thẳng vào cái con người đó. Thì con người đó nghĩ cái gì là chúng ta biết được cái suy nghĩ người đó, thì mới biết thực tế của người đó. Còn nếu chúng ta thấy có mình nhìn, mình phê phán và có con người để cho mình phê phán, thì không bao giờ thấy đúng sự thật được. Thì ở đây là do cái pháp đối trị mà nó có như vậy. Theo làm ra cái thứ năm này đó là chúng ta thấy là trạng thái bất lạc, bất khổ thọ là thấy được các pháp là do duyên khởi, là do những cái điều kiện tạo thành nó. Và trong khoa học kêu là điều kiện, mà ở đây kêu là nhân quả mà có. Thì ở đây chư Phật tử thấy rằng như vậy đó mà mới sanh vào cõi trời sắc giới thôi. Bởi vì pháp môn đây là một pháp môn lấy đá dằn cỏ. Mà khi lấy đá dằn cỏ thì nó cái thức nó trong sáng, cũng giống như bát nhã vậy. Thành ra ở đây đó thì chúng ta thấy rằng một quả thánh nhập lưu đó thì sẽ sanh về cõi trời dục giới 7 lần. Quả thánh nhất giảng lai đó sanh về cõi trời dục giới 1 lần. Quả thánh thứ 3 nó mới sanh về cõi trời sắc giới thôi. Thì trong kinh ví dụ rất hay, mà chúng ta thấy là bây giờ người ta tu đã lạc vào cái cõi tứ thiền này rất nhiều. Thì Đức Phật ví dụ cũng như hai ly nước. Một cái ly nước có cặn cáo và một cái ly nước lấm trong hết cặn cáo. Thì ly nước lấm trong này là bát nhã, còn ly nước có cặn cáo là tư tưởng. Nhưng mà khi để hai ly nước yên lặng đó thì chúng ta không phân biệt được ly nào mà là cặn cáo, ly nào trong sạch. Nó trong như nhau. Khi mà cái ly nước cặn cáo nó lắng xuống dưới rồi đó,
thì chúng ta thấy là ly nước trong đó, với ly nước cặn cáo, hai ly nước trong như nhau, cũng trong veo. Tôi cũng tin mấy bà về lấy hai cái ly, một cái ly có cặn cáo mà để yên lặng nó lóng trong, một con ly mà lọc hết cặn cáo để nó lóng. Thì hai ly nước này nếu mà chúng ta không có nhìn xuống đáy, chúng ta không phân biệt là ly nước nào có cặn hay không cặn. Nhưng mà khi đụng chuyện nó thì biết liền. Đụng chuyện là khi lắc hai ly nước đó, thì ly nước và cặn cáo nó sẽ đục ngầu, không còn thấy cái gì nữa, đục ngầu. Còn ly nước bát nhã, ly nước trong đó, thì lắc hoài lắc nó vẫn trong. Để xuống lắc cách mấy thì nó vẫn trong, nó vẫn trong suốt tới đáy. Còn ly nước kia mà nếu để yên lặng chúng ta dòm xuống dưới đáy được, mà khi lắc rồi không thấy đáy nữa. Thì Đức Phật nói cái ly nước mà có cặn cáo này đó là do đè nén mà nó lóng trong. Mỗi khi đụng chuyện đó thì nó trở lại, thành ra mới kêu là lãnh quẩn. Thành đó ông bước đầu lâm phất, ông a la la, ông tu tới cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng, tức là cõi trời cao nhất trong vấn đề luân hồi sinh tử, tiến hóa tới tột bực rồi đó, nhưng mà cũng không phải là thánh. Khi mà ông ngồi thiền thanh tịnh, ông nghe con cá mà nó ăn móng đó, chúng ta ăn móng, ta biết mà ăn cái bọt nước đó, thì chúng ta phải lắng nghe lắm mới nghe cái tiếng động đó. Thế mà ông nghe như tiếng trời rồi, như là tiếng trời rồi, nó lớn giống như tiếng trời rồi, bởi vì cái tâm ông quá thanh tịnh, thanh tịnh do đè nén. Ông nổi sần, ông nổi sần thì ông chết, vô thiền là chết, chết ổng sần biến thành con chim phi ly, tức là con chim mà chuyên bốn ăn cá. Chúng ta thấy là từ cõi trời mà thứ 8 cao nhất mà lọt xuống một cái thành súc sanh. Thành ra Đức Phật mới thấy nó không có đưa tới giải thoát, nó lẫn quẩn thôi, nó lẫn quẩn thôi. Thành ra bây giờ mà cái dĩa này mà muốn tiến lên nhất đó, thì tôi có thể nắn cái dĩa thành ra cỏ cây, cỏ rồi cây, nắn ra con tôm, con tép, nắn ra con chó, con trâu, nắn ra người ta, nắn ra cõi trời phi phi tưởng. Mà nếu cõi trời phi tưởng này mà chết rồi đó, thì cũng trở lại con trâu, con chó như thường, bởi vì đó là hình tướng, hình tướng. Nói vậy thì bà này dễ hiểu hơn đó, là cái tối lưu lối tu trong ngoại đạo là như vậy, à, thứ lô. Còn bây giờ Đức Phật không phải tu vậy, mà Ngài nhận lại cái chất đất trong tất cả mọi hình tướng, trong tô, trong dĩa, trong ly, trong cỏ, trong cây, trong heo, chó, gà, vịt, người ta đều có một cái bình đẳng. Nghĩa là cái dĩa này đó thì cái Phật tánh cũng bằng Phật tánh của tôi thôi, nhưng mà bằng mà không phải bằng, thấy không? Trong đạo Phật nó có cái chỗ đó là người ta nói nó hơi là lạ, thấy không? Thì tôi hỏi bây giờ thí dụ như mà ông thầy giáo mà đi vô lớp mẫu giáo dạy, thì lúc mẫu giáo phải đánh dần, ông thầy giáo dạy nó đánh dần thì ông thầy giáo cũng phải đánh dần chứ. Mà tôi hỏi cái ông thầy giáo đánh dần với đứa học sinh mẫu giáo đánh dần, hai cái này giống hai khác? Nếu mà ông bà nói giống là trật, mà nói khác là sai, phải thấy không? Chứ ông thầy giáo cũng phải ý tờ tự ý tí chứ sao giờ. Các em theo thầy, các em đọc ha, muốn đọc được cái này thì các em phải đáp dần y tờ tờ y tí, thì mấy đứa học trong mẫu giáo nó đọc theo. Như vậy thì ông thầy giáo này đáp dần với học trò đáp dần có khác không? Làm sao nó khác được? Nhưng mà khác, khác ở cái tâm ông thầy giáo và cái tâm ông học trò. Bây giờ hai cái tâm khác nhau, ông thầy giáo ông buộc lòng, ông tùy thuận để ông đưa học sinh lên, chứ không phải ông đánh dần nó mới đọc chữ được. Còn mấy lúc mẫu giáo không đánh dần là không đọc chữ được, nó phải vậy. Cũng như một nhà thi sĩ đại tài mà đi dạy học trò làm thơ, ông nói các em muốn làm thơ phải thuộc lục bằng cắt nha, lục cho đành mới làm thơ được đấy. Đứa nào mà bỏ lục bằng cắt là thơ con cóc, thơ sai ấy. Thì ông chỉ cái lục bằng cắt cho học trò làm, rồi bắt đầu làm thơ, đứa học trò mới làm thơ, ông cũng làm thơ. Thì làm thơ ông cũng đâu có ngoài lục bằng cắt, rồi học sinh thì nó làm thơ cũng đâu ngoài lục bằng cắt, cũng phải theo bằng cắt hết. Thì ông thi sĩ này với học sinh làm thơ đó một thứ ngay khác, thì chúng ta thấy nó khác là không được. Ông thi sĩ đại tài thì cũng phải lục bằng cắt, bài thơ nào chặt bằng cắt là không phải thơ nữa. Học trò nó cũng phải làm theo bằng cắt, nhưng mà khác, khác ở học trò nó phải đẻo cọt từ câu từ chữ, nó phải theo lướng lục bằng cắt cho đàng hoàng. Còn nhà thi sĩ thì quên hết tất cả, không có lục bằng cắt, không có gì hết, xuất khẩu là thành thơ. Một bài thơ đứa học trò nó làm phải cả tuần lễ, cả tháng mới rồi một bài thơ. Còn nhà chi sĩ có thể 5 phút làm ra 40-50 bài. Mình bằng cách thì phải giống nhau hết. Vậy thì chi sĩ học sinh có giống hay khác? Xin thưa rằng giống, nhưng mà không giống.
không giống ở cái tâm ông cư sĩ là con người đã tự tại trong đó rồi, tự tại trong bằng chắc. Tự tại không có nghĩa là bỏ bằng chắc, nhưng mà quên hết tất cả để rồi được tất cả. Thành ra chúng ta phải hiểu đạo Phật cái chỗ đó, hiểu đạo Phật cái chỗ đó. Thành ra giữa cái lối tu của tư tưởng với lối tu bát nhã nó khác nhau. Tư tưởng thì ví dụ như bây giờ mấy ông ấy bà là nắng cái gì á, thì mấy ông bà có thể tôn tôi làm đạo sư, tôi chỉ mấy ông bà cách nắng khi nào bây giờ. Bạch sư, tôi không muốn cái dĩa nữa mà tôi muốn cái đất này thành là người ta. Được không sư? Tôi nói được. Là đây tôi chỉ cho. Bây giờ bóp bỏ cái đất này nó còn ướt, rồi nắng con nắng thành người ta. Cái lỗ mũi làm sao, con mắt làm sao, cái tay, cái chân làm sao. Rồi nói cái này xấu quá sư, con nắng người ta tới tốt. Hay không muốn nâng cái chất đất này nắng lên các người ở cõi trời thì nó đẹp đẽ hơn. Tôi chỉ cách. Tôi có pháp môn và tôi có phương tiện, tôi có thời gian, không gian, không phải nắng, có thể 5-10 phút, 1-2 tiếng mới rồi. Thì cái này là lối tu từ xưa thì chúng ta kêu lối tu cải sửa. Lối tu cải sửa. Thì cái này dễ hiểu thôi. Còn bây giờ nếu bà Tư chưa nói là cái dĩa này là đất, còn con trâu người ta này cũng là đất, mà tôi đâu có thấy cái đất trong dĩa này đâu, con chỉ thấy đây là cái dĩa thôi. Bây giờ sư làm sao, chứ làm đạo sư thầy của con, chứ chỉ con pháp môn cách thức từ từ lai rai 1-2 tiếng và 1-2 ngày, 1-2 tháng để con nhận được chất đất trong cái dĩa này. Tôi nói không, tôi không làm được cái đó. Dòng cho Đức Phật bây giờ còn tại thế cũng không làm được cái đó. Một là các ông ấy bà nhận được chất đất ngay bây giờ và tại đây, không pháp môn, không thời gian, không không gian gì hết. Còn hai là không nhận được, thế thôi. Thì cứ nói rõ quá rồi. Đức Phật thấy là thấy được cái đó, mà ngoại đạo không thấy được cái đó. Thấy được là cái bản thể nơi đây là tất cả vạn vật chúng sinh và các pháp cỏ cây thú người trời Phật đều nương vào cái chất đất, nương vào cái bản thể, nương vào cái niết bàn này để phát hiện. Thành ra mình mới chỉ tay lên trời là bốn đường ác, bốn đường thiện, chỉ tay xuống dưới là bốn đường ác. Đều phải lấy cái này làm thầy, lấy cái này làm độc tu, tối thắng, không có gì qua cái này hết. Nếu không có cái này, không có chất đất, không có niết bàn này là không có gì hết. Mà niết bàn nó không phải là gì hết, mà nó là tất cả. Khi ngài tìm được cái đó, ngài nói, ta thấy làm lạ ha. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, nhưng mà không ai nhận được cái Phật tánh này hết. Mà không được nhận được Phật tánh này thì làm sao? Thì đi ăn mài. Thì trong cái kinh Pháp Hoa Tràng Cùng Tử đó là nói tôi với mấy ông mấy bà đấy, chúng ta là Phật à, sau khi cha chết rồi mà để một cái hòn ngọc như ý trên bao áo thì biết đứa con nó còn nhỏ, nó không biết. Thành ra mới dặn cái người bạn láng giềng, người bạn mình nói, sau khi mà tôi chết rồi, con tôi còn nhỏ, tôi có để cho hòn trên áo nó còn hòn ngọc bao áo, cái hòn ngọc như ý trên bao áo. Ngọc như ý là vô giá trị, nghĩa là hàng tỷ tỷ bạc. Thì ông bạn có chuyện cần phải đi vắng, thì đây người cha chết. Thì thằng bé này nó đi lang thang ăn mày, thờ bạc nó đánh tiêu tan hết nhà cửa, đi lang thang nặng cái áo nó ra ăn mày, cho tới cái áo 9-10 năm rất tả tơi hết. Thì ông bạn này ông về ông kiếm ông thấy, ông đi kiếm tìm kiếm, cuối cùng gặp cái thằng bé đi ăn mày. Ông nói mày là tỷ phú mà sao mày ngu mà đi ăn mày, trên bao áo này có hòn ngọc như ý. Thì thằng bán, trời ơi, tôi lang thang gì, tôi sống rồi 6-7 năm nay ăn xin ăn mài. Ông nói tôi là tỷ phú, mày không tin, mày bò trên bao áo, mày có hòn ngọc trên đó. Thì bây giờ mò lấy áo, mò cách nào, làm sao, có phương pháp nào, cách thức nào, ông chỉ tôi đi, từ từ tôi mò được có hòn ngọc trên bao áo thôi. Không có vấn đề đó. Một là mày đưa tay lên mày mò, hai là mày không đưa, thế thôi. Không có pháp môn, tao không phải là đạo sư. Bây giờ mày kêu tao mò, tao chỉ là cách mày phương pháp pháp môn để mình nhận cái hòn ngọc này là không có vấn đề đó. Bởi vì nó có sẵn trong con người mày á. Mày cởi trâu mày đi tìm trâu, mày chỉ cần nhận lại thôi. Thì khi nhận lại đó thì ngay lúc đó là tỷ phú. Mà không nhận lại thì ngay lúc đó là ăn mày. Thì chúng ta là ăn mày. Khi chúng ta nhận lại chúng ta thành Như Lai. Bây giờ hiểu chưa? Nói vậy chứ không phải vậy. Nên là nói vậy chứ chúng ta không phải qua quả nhập luôn, là 1/4 của A-la-hán. Rồi qua nhất vãng lai là quả thánh thứ hai là 2/4. Rồi qua quả thánh thứ ba là bất lai. Rồi qua quả thứ tư đó mới là nhận 24/24.
nhưng mà cho cá nhân của mình thôi. Còn biết bao nhiêu chúng sanh, biết bao nhiêu bá tánh còn lang thang đau khổ thì phải phát Bồ Đề Tâm đi ra làm thầy giáo, giáo hóa. Mà giáo hóa một người, nhiều người, giáo hóa một cõi, nhiều cõi, giáo hóa một pháp giới, nhiều pháp giới thì đó là Bồ Tát. Chừng nào vô lượng chúng sanh, vô lượng cõi, vô lượng pháp giới thì mới xong đấy. Thì quả đó là quả rốt ráo kêu là Phật Tổ hay là Như Lai. Đạo Phật là như thế. Bây giờ có hiểu không? Có hiểu không? Thì thôi bây giờ Phật tử có ai hỏi gì không? Thì tôi giảng tiếp à. Mà nếu không hỏi không hiểu thì tôi hỏi lại, rồi tôi mới bắt đầu giảng tiếp. Bây giờ tôi cho Phật tử hỏi trước. Còn nếu không hỏi tức là đã hiểu rồi, phải thấy không? Thì tôi hỏi thì dễ dàng lúc tử lửa sướng muốn chết, tôi còn gì nữa. Cho Phật tử hỏi trước, chỗ nào mà sư giảng nãy giờ tôi không hiểu tôi hỏi, tôi trả lời, tôi giải lại, giảng lại. Còn Phật tử nói con đã hiểu rồi, tôi đã hiểu hết rồi, tôi nín thinh, thì tôi hỏi. Mà tôi hỏi Phật tử phải trả lời đấy. Tôi hỏi hồi nãy tôi giảng sao sao, giờ giảng lại tôi nghe coi. Thì Phật tử luôn luôn khôn hơn tôi, nắm cái đầu trước cái thấy là tôi cho hỏi trước, mà hỏi thì tôi trả lời. Mà nếu không hỏi thì tôi hỏi, Phật tử mới trả lời. Phải thế không? Cái pháp hội này là pháp hội chết, lặng trang. Không biết hiểu hay không hiểu, tôi cũng chẳng biết gì hết. Mà hãy nói là tôi biết hiểu hay không á. Tôi đâu phải A-la-hán, A-la-hán thì ta không cần, ta đi vào tâm mấy ông bà, ta biết người nào hiểu, người nào không hiểu. Mà tôi không được vậy đâu. Tôi là phải hỏi. Nói ra tôi lắng tôi nghe tôi biết người này hiểu tới đâu thì tôi mới có thể giảng nữa. Chứ bây giờ có thằng tôi giảng không hiểu mà tôi đi sâu vô nữa thì chơi với rồi, ở đây không hợp. Tôi giảng không phải vậy đâu. Nếu mà tôi còn ở đây là tôi không chịu vấn đề đó đâu. Tôi giảng tới giảng lui rồi phải trả bài trả lời cho tôi, chứ không phải đợi về chuyện ngẫm rồi ngay đây cũng phải trả liền đấy. Tôi giảng cái gì nắm hiểu rồi tôi giảng sâu nữa, còn không tôi phải giảng trở lại. Còn mai mốt về rồi vô cái nữa phải hỏi bài cũ lại. Mà nếu không thuộc, không hiểu thì tôi phải giảng lại cái đó nữa. Nó vừa ích lợi cho mình, vừa ích lợi cho tôi ngồi đây tôi nói mệt tôi thả ra. Mấy ông nói lỗ tai này nó qua lỗ tai kia hết rồi chứ. Thôi vậy rồi giảng để làm gì? Tôi thì hơi khó, nhưng mà cái đường lối giảng của sư phạm là phải vậy. Chúng ta phải nắm cho vững. Mới giảng cho mình phải nắm cái bánh vẽ. Nắm cái lý thuyết, mặc dù nó là bánh vẽ, nhưng mà không có lý thuyết làm sao thực hành. Làm sao thực hành? Mà nhất là cái bát nhã là cái khó vô cùng. Bây giờ có ai hỏi gì không? Tôi xin hỏi. Ừ, hỏi cái gì hỏi đi, tôi mới lắng cái micro á. Hỏi tôi mới nghe được. Sư, con xin hỏi, cũng như là con cũng niệm Phật theo sư dạy vậy đó, nhưng mà con niệm bình thường nó cũng lúc đầu cũng tạp niệm lắm, nhưng lúc sau cũng bớt tạp niệm rồi, nhưng mà sao con cũng vẫn tập hoài, nhưng nó cũng vẫn còn. Mà cái thí dụ như con cái giấc ngủ á thì nghe cái tiếng niệm Phật của ai thì con niệm theo, hay hoặc thấy cái gì sợ thì mới niệm Phật. Như vậy con có bị tạp niệm không bà sư? Rồi bình thường á, ví dụ như con ngủ gì đó ha, mà ai nói chuyện gì á, con đều nghe hết trơn á, ảnh như sao? Cái đầu con nó bị như sao? Con đang ngủ cũng vẫn nghe. Mô Phật thì cũng như cô đây hỏi đó,
là cô cũng tu theo cái đường lối của tôi đã hướng dẫn. Thật đó là trong kinh nhưng hơi của tôi đâu, tôi không có tìm ra cái gì đó. Thực nhi bất tác, tôi chỉ thực lại chứ tôi không có làm ra. Thì trong kinh, trong cái bộ luận có giảng kỹ. Còn trong kinh Đức Phật thì Ngài nói đơn sơ lắm, bí hiểm lắm. Nhưng mà nhờ mấy bộ luận đó, coi mấy bộ luận của mấy luận sư á, mấy Bồ Tát sao giảng thì mình có thể hiểu được. Thì tôi cũng nhờ coi mấy bộ luận đó, nhất là thanh tịnh luận, thanh tịnh luận với đại trí độ luận đó, của Long Thọ với của Ngài gì đó. Thì chúng ta thấy rằng cổ nói rằng cổ tu đã lâu, có lúc thì nhất niệm, thì có lúc nó cũng lại tạp niệm. Thì câu hỏi tại sao nó như vậy? Thì tất cả chư Phật tử ở trong trạng thái này, chính tôi cũng ở trong trạng thái đó lúc trước á, bây giờ cũng tỉnh toán cũng có trạng thái đó. Thì chư Phật tử phải tìm cái nguồn gốc tại sao có lúc mình niệm Phật nó nhất niệm mà có lúc lại tạp niệm. Chư Phật tử có để ý cho đó không? Mỗi người phải để ý rằng mình khắc phục lấy cái mình để mình tiến tới và phải nắm vững. Rồi sau người khác, mấy người đi sau có hỏi mình phải lấy kinh nghiệm mình trả lời cho đúng. Thứ nhất là mình đi đúng đường, sau là giúp cho người khác đi đúng đường. Chứ mình cứ thờ ơ hoài, không chịu suy gẫm, không chịu nghiền ngẫm gì hết thì nó uổng cho đời tu của mình, rồi uổng cho đời tu những người khác. Thì chư Phật tử nên nhớ cái câu hỏi của cổ rất hay. Mà tôi ít thấy ai hỏi, cũng thỉnh thoảng có một vài người hỏi thôi. Mà chúng ta thường thường vấn đề sinh tử, sao chúng ta thấy chư Phật tử thờ ơ quá, rất là lãnh đạm. Nghĩa là thấy nó không quan trọng gì hết trơn á. Kể chết rồi đi về đâu đi. Rồi cầu giảng sanh về cực lạc, và nói tôi cầu tha thiết lắm. Mà như thế nào gọi là tha thiết? Cái miệng tôi la trời tôi tha thiết, mà cái tâm tôi nghĩ tùm lum hết, làm sao gọi là tha thiết? Rồi bữa nay tôi nhất niệm liên tục, hay một tuần lễ là cái nhất niệm liên tục, còn tuần lễ sau cái nó mất cái nhất niệm đi, nó tạp niệm tùm lum. Rồi tôi nói sao kỳ á. Nhưng mà phải nhớ, sở dĩ mà cái lối tu của nhất niệm là lối tu lấy đá dằn cỏ. Tôi đã lặp lại mấy lần, chừng nào qua Bát Nhã đó, mà Bát Nhã cũng còn có khi trồi cây sụt, chứ không phải như vậy đâu, mà cái lý do Bát Nhã hơi khác. Nào đây tôi nói tới nhất niệm của mấy bà thôi. Là chúng ta phải nhờ giới, nhờ định, nhờ huệ, nhờ những cái hoàn cảnh chung quanh, nhờ thầy sáng bạn lành, thì chúng ta nhất niệm mới liên tục. Mà trong kinh thường gọi là tinh tấn. Có khi mất luôn đấy, chứ không phải nói là nó xuống mà nó lên vậy, mà khi nó mất luôn. Nếu mình phiền não mình bỏ tu luôn. Thành ra bên cái xứ mà cái quyển mà ông Tịnh Quang ông về Tây Phương Cực Lạc cũng có nói đó, là có nhiều người bên đó khi mình niệm Phật bên đây đó, mà cái tâm mình mà nhất niệm tinh tấn, thì bên đó một cái bông sen nó nở ra. Bông sen là sắc thân của mình ấy. Khi mình qua đó mình quá hiện vào đó, kêu là liên qua quá sân. Khi mà tinh tấn thì quả sen nó càng lớn, và nó bắt đầu nó nở lớn ra, nó bút, nó gần nở. Còn tinh tấn nữa thì nó sẽ nở. Thì nở là ngày mình sắp giảng sanh đấy. Còn nếu lúc nó lớn lên, nó sắp sửa nở rồi bên đây mình giải đãi, thì bắt đầu nó tốt lại. Và khi mình quá tệ nữa thì nó tàn luôn. Nó tàn luôn, tức là không mong cầu giảng sanh được nữa, ở lại bốn đường ác đạo. Thì cái mà chúng ta giải đãi là do không gần thầy sáng, không gần bạn lành, giữ giới không kỹ, ra đụng chuyện với ngoài, cái tranh đua hơn thua với ta, về phiền não làm sao niệm Phật được. Nhưng mà để ý coi, hàng ngày mình đi tỏ tác nhiều quá, mình ra lối xóm mình chửi lộn người đó, tối mà về niệm Phật được tôi chịu thua. Niệm nhất niệm á. Niệm thì vẫn miệng thì vẫn niệm, nhưng mà tư tưởng nhớ tới cái chửi lộn mà sáng, mình chửi thua nó mình tức, mình chửi hơn nó mình mừng. Thì cái mừng với cái thua, cái tức cái này thì nó lấn hết cái con niệm Phật. Mình lo nghĩ tới cái đó chứ không nghĩ tới cái nhất niệm được, thì mà nó lưu sụp rồi đó. Rồi mai mốt mình thắng nó kiếm cách trả thù, mình kiếm cách để đối chọi với nó nữa, thì thôi cái này là ngày một tẻ xuống. Hoặc là làm ăn, rồi nói mình nghèo bây giờ có số vốn mà làm ăn khá rồi, muốn làm lớn lên nữa, thì bây giờ không có thời giờ như trước niệm Phật nữa, cứ tối ngày chạy theo đồng tiền thôi.